Chào các anh chị em. Tháng 2 này IBSC Journal Club sẽ tổ chức buổi đọc báo đầu tiên của năm 2023. Thì trước khi bắt đầu mình xin giới thiệu các bạn một cái chương trình mới của Journal Club, đó là chương trình tích điểm. Thì trong năm 2023 này nhóm sẽ xin mời các bạn khán giả hoặc và những bạn mà đã đăng ký làm mentee với IBSC nhưng mà không có mentor phù hợp, hoặc là các bạn chưa có cơ hội để làm mentor, chưa làm presentation, thì các bạn có thể tham gia chương trình tích điểm này. Thì sau mỗi buổi Journal Club thì nhóm sẽ gửi một cái bài quiz. Các bạn sẽ làm bài quiz đó và cho tên và email của các bạn, và mỗi nhóm sẽ chấm điểm, và điểm của các bạn sẽ được tích lũy sau nhiều buổi Journal Club của năm. Thì các bạn sẽ những bạn nào có điểm cao nhất sẽ được nhận Best Audience Award. Thì đây là một cách để có thể giúp cho các bạn nghe Journal Club được hiệu quả hơn, cũng như là có thể tương tác với nhóm được nhiều hơn. Xíu nữa mình sẽ để cái link để đến bài quiz trong cái mục chat. Rất là mong các bạn khán giả quan tâm có thể tham gia cái chương trình tích điểm này của IBSC. Thì hôm nay trong tháng 2 này, IBSC rất là vui khi có sự góp mặt của năm em sinh viên xuất sắc, cùng với hai em senior mentees là em Nguyễn Phúc Nguyệt Anh và em Mai Văn Hiếu. Hai em senior mentees đã cố nỗ lực rất là nhiều trong việc giúp đỡ cho các em, cũng như các buổi thảo luận nhỏ của nhóm được thành công. Thì buổi Journal Club hôm nay có sự góp mặt của em Bùi Trần Văn Anh. Em hiện thời đang là sinh viên năm 2 ngành Integrated Science tại Đại học Fulbright University ở Việt Nam. Em thứ hai là em Đinh Việt Hưng, hiện đang làm bác sĩ đa khoa tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Em thứ ba là Võ Trương Đăng Huy, em là sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Em thứ tư là em Nguyễn Thanh Phương, em là bác sĩ y khoa tại phòng khám đa khoa Tân Long, Đồng Nai, Việt Nam. Và em thứ năm là Nguyễn Phương Lan, em là bác sĩ đa khoa và là sinh viên thạc sĩ tại Đại học Sun Chung Yan tại Hàn Quốc. Bài báo mà nhóm sẽ trình bày hôm nay là về chủ đề cơ chế bệnh sinh của bệnh diffuse large B-cell lymphoma. Bài báo được xuất bản năm 2022, cách đây một năm, trên tạp chí Blood Cancer Discovery, từ phòng lab của giáo sư Ari Melnick. Trước khi bắt đầu thì mình xin giới thiệu sơ qua về bệnh diffuse large B-cell lymphoma. Thì bài hai slide giới thiệu về bệnh này được soạn bởi em Mai Văn Hiếu, và cảm ơn Hiếu rất là nhiều. Thì bệnh lymphoma là một loại ung thư của tế bào lympho. Thì các tế bào lympho này lưu thông trong cơ thể thông qua một hệ thống được gọi là hệ thống bạch huyết, bao gồm tủy xương, lách, thymus và các hạch bạch huyết cổ. Lymphoma được chia làm hai nhóm chính, đó là Hodgkin chiếm 15% và non-Hodgkin dựa trên giải phẫu tế bào. Nhóm bệnh nhân lymphoma non-Hodgkin có kiểu tế bào B lớn lan tỏa, tiếng Anh là diffuse large B-cell lymphoma, hay viết tắt là DLBCL. Trong bài này các bạn sẽ thấy chữ viết tắt DLBCL lặp đi lặp lại thường xuyên. Thì kiểu bệnh đó là phổ biến nhất, chiếm 33% và có độ ác tính cao. Điều trị bệnh DLBCL này phụ thuộc vào tình trạng bệnh tại chỗ hoặc tiến xa. Bệnh đã tiến, điều trị tiêu chuẩn của DLBCL giai đoạn muộn là giai đoạn tiên tiến là sự kết hợp giữa hóa trị kết hợp với điều trị miễn dịch. Phác đồ điều trị bệnh gọi là R-CHOP bao gồm rituximab,
cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine và prednisone. Mình xin lỗi, mình không biết tên mấy loại thuốc này. Đến hiện nay vẫn còn là lựa chọn điều trị hàng đầu cho bệnh nhân DLBCL. Riêng bệnh còn khu trú, bệnh nhân bệnh khu trú ngồi điều trị bằng Y-CHOP thì việc xạ trị cũng đóng góp không nhỏ trong việc kiểm soát bệnh. Việc điều trị bệnh DLBCL phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tuổi của bệnh nhân, giai đoạn của bệnh, tình trạng sức khỏe và những vấn đề khác. Do vậy, những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật trong điều trị bệnh lymphoma nói chung và DLBCL nói riêng đã có những bước chuyển mình quan trọng. Có nhiều hoạt chất và liệu trình mới được ra đời giúp ích cho điều trị DLBCL. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót vẫn còn chưa thỏa mãn các nhà lâm sàng. Do đó, DLBCL là một chủ đề quan trọng cần tiếp tục được nghiên cứu. Thì hôm nay bài mà tiếp cận với bài báo này thì nhóm năm bạn sinh viên trình bày, hai bạn mentee và mình là tám bạn, thì tất cả mọi người đều không phải là những người làm trong lĩnh vực lympho, mà đối với tụi mình thì đây là một bài báo mới. Tụi mình chọn bài báo này vì lý do là nó là một bài chuyên sâu về nghiên cứu cơ chế, và nó sẽ cung cấp cho chúng ta những bài học rất là bổ ích trong việc là phát triển tư duy nghiên cứu khoa học cũng như là thiết kế thí nghiệm, để từ đó chúng ta có thể học hỏi được những cái cơ chế bệnh sinh. thì thông một điều phổ biến hiện nay đó là các phòng lab trên thế giới thường sử dụng những kỹ thuật tân tiến, những kỹ thuật mắc tiền như là các kỳ công nghệ giải trình tự tế bào đơn, với mong muốn là hy vọng tìm ra những cơ chế. Tuy nhiên, trong bài báo này chúng ta sẽ thấy rằng là các tác giả không hề sử dụng những công cụ, những công nghệ tiên tiến mà sử dụng những công nghệ hóa sinh rất là cổ điển, chỉ bằng kỹ thuật QRT-PCR và kỹ thuật Western blot, mà các nhà khoa học đã đưa chúng ta đi qua một chặng đường phiêu lưu trong cơ chế tế bào và tín hiệu tế bào. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua một số nguyên lý nền tảng để giúp cho các bạn tìm hiểu bài báo được dễ dàng hơn. Thì hai khái niệm quan trọng khi nghiên cứu về cơ chế tế bào đó là khái niệm mối quan hệ nhân quả, tức là tiếng Anh là causation, và mối tương quan hay là correlation. Thì trong tế bào, khi các bạn có một sự kiện A và một sự kiện B, thì mối quan hệ giữa sự kiện A và sự kiện B có thể là một mối quan hệ nhân quả, trong đó A có thể gây ra B. Ngược lại, B cũng có thể gây ra A. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể có trường hợp rằng là cả A và B đều được gây ra bởi một nguyên nhân X mà chúng ta chưa biết. Và trường hợp thứ tư đó là A và B hoàn toàn độc lập nhau và chỉ xuất hiện đồng thời với nhau một cách ngẫu nhiên. Thì làm thế nào để chúng ta có thể biết được mối quan hệ nhân quả giữa các sự kiện trong cơ chế tế bào? Thì một phương pháp cổ điển mà các nhà sinh học sử dụng đó chính là giới thiệu một gây ra ức chế một một sự kiện và quan sát kết quả trên một sự kiện khác. Thì ức chế một sự kiện ở trong này người ta dùng một từ chung gọi là perturbation. Thì ở đây mình có sự kiện A, và thì khi mà người ta ức chế một sự kiện A thì người ta có thể sử dụng hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất gọi là ức chế di truyền. Ức chế di truyền có thể là một thí nghiệm knockout, hay còn gọi là xóa bỏ đi một cái gene, hoặc là knockdown, tức là giảm đi nồng độ RNA thông tin của một cái gene đó. Còn loại ức chế thứ hai gọi là ức chế dược lý, nghĩa là sử dụng một chất ức chế chất A. Khi cho chất ức chế đó vào thì chất A sẽ bị bắt hoạt, dẫn đến là mất đi chức năng của A. Thì bằng cách này hay cách kia thì chúng ta sẽ hy vọng rằng là cái phương pháp đó nó sẽ ức chế A, để từ đó mình sẽ quan sát được hiện tượng B, để từ đó mình thiết lập một mối hệ nhân quả. Tuy nhiên, nó có bốn trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là khi mình dùng mình dùng một cách ức chế A, nhưng mình không hề biết rằng là cái ức chế A đó nó còn có thể ức chế một chất C mà mình hoàn toàn không hề để ý đến trong tế bào.
Tuy nhiên may mắn thay đó là C bị ức chế một cách gián tiếp, nhưng xin lỗi, C bị ức chế nhưng off target, nhưng mà không ảnh hưởng đến hiện tượng B. Như vậy đây là một trường hợp lý tưởng, trong đó ức chế A dẫn đến B. Trường hợp thứ hai đó là khi mình ức chế A và sự ức chế A này hoàn toàn không gây ra B, mà thật ra sự ức chế A này nó còn ức chế lên cả C, và C chính là yếu tố gây ra B. Đây chính là trường hợp off target. Trường hợp thứ ba đó là sự ức chế A nó còn ức chế cả C, và sự ức chế cả A và C này cùng nhau gây ra hiện tượng B. Và cuối cùng đó là hoặc trong một số tế bào hoặc thì A hoặc là C nó sẽ gây ra hiện tượng B. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể xác định được rằng là một sự kiện là on target? Thì trong nghiên cứu cơ chế, người ta sử dụng một chiến lược gọi là các phân tích giải cứu tế bào, giải cứu tức là rescue analysis. Thì có hai loại giải cứu. Giải cứu thứ nhất đó là khi mình ức chế A và quan sát thấy hiện tượng B. Nếu như mình ức chế A khiến cho tế bào bị mất đi A, sau đó mình bổ sung A vào trong tế bào để đánh giá xem là B có được giải cứu hay không, thì đây là giải cứu loại một. Trường hợp 2 rằng là dựa vào những nghiên cứu trước đó, mình biết rằng trong tế bào từ A nó sẽ hoạt hóa một cung đường tín hiệu hoặc là một yếu tố, một hiện tượng, ví dụ như là hiện tượng E. Thì khi mà mình ức chế A trong tế bào khiến A giảm xuống thì E cũng sẽ giảm, và nếu mà mình bổ sung E để tăng cái hiện tượng E lên, từ đó mình có thể đặt câu hỏi xem B có được giải cứu hay không, thì đây là một giải cứu loại 2. Thì trong bài báo này chúng ta sẽ sử dụng cả hai loại, chúng ta sẽ thấy rằng các tác giả sẽ sử dụng cả hai loại giải cứu tế bào để mà tìm các cơ chế của bệnh sinh DLBCL. Thì bài báo trước khi bắt đầu thì chúng ta mình nghĩ rằng mỗi khi đọc một bài báo chúng ta nên tìm hiểu về tác giả của bài báo đó, để chúng ta biết được rằng là bài báo đó được làm ra bởi ai, những người đó họ có làm khoa học rigorous và reproducible hay không. Thì tác giả chính của bài báo là một anh postdoc tên là Meng Li tại phòng lab của giáo sư Ari Melnick. Giáo sư Ari Melnick là một người nhập cư, ông có bằng bác sĩ đa khoa ở Argentina, nhưng mà ông đi qua Mỹ làm postdoc và sau đó làm giáo sư, và bây giờ thì ông cống hiến trong lĩnh vực huyết học ác tính, và ông là một trong những lãnh đạo trong ngành nghiên cứu về bệnh lymphoma. Thì bài báo hứa hẹn sẽ làm cung cấp cho chúng ta rất là nhiều điều bổ ích. Thì để giúp cho các bạn có một bức tranh lớn trước khi đi vào chi tiết của bài báo, thì mình xin giới thiệu sơ qua cái tóm tắt nội dung chính mà các tác giả đã tìm được trong bài báo. Thì ở đây mọi người xem bên cái một cái cơ chế nằm trong một cái tế bào, thì ở đây tế bào đây là một tế bào bệnh, tức là bệnh DLBCL, nó là một loại ung thư. Thì các bạn chú ý thấy rằng là ở đây đây là chính là cái ti thể, đây là một cái nhà cơ quan hô hấp của tế bào. Thì trong ti thể nó có một cái protein tên là SHRT3. SHRT3 này nó có thể tác động tích cực lên cái chu trình TCA trong ti thể, từ đó nó có thể giúp cho các tế bào tạo ra nhiều yếu tố, các hạt, các chất năng lượng để giúp cho tế bào sống sót và tăng trưởng. Thì quá trình TCA nó diễn ra mạnh thì nó sẽ ức chế một cái quá trình gọi là autophagy, là một quá trình tự hủy trong tế bào. Khi khi tế bào nó có nhiều năng lượng thì nó khỏe mạnh, thì nó sẽ không cần đến sự tự hủy. Và khi mà nó có TCA nó mạnh thì nó sẽ cần đầu vào, cũng khi mà nhà máy hoạt động mạnh thì nó sẽ cần nguyên liệu nhiều, và những nguyên liệu này chính là những amino acid. Thì người trong bài báo này ta sẽ tập trung vào cái gọi là những amino acid không thiết yếu, tức là viết tiếng Anh là non essential amino acid. Thì trong tế bào nó có một cái yếu tố phiên mã tên là ATF4, ATF4 này nó sẽ điều hòa biểu hiện những cái protein liên quan đến vận chuyển các chất dinh dưỡng qua màng tế bào.
Thì đây là trường hợp mà một tế bào ung thư khỏe mạnh và sống dai, thì mình sẽ thấy những cái hiện tượng như thế này. Khi mà các tác giả thấy rằng là trong cái bệnh ung thư, tế bào ung thư này, nếu như mà mình làm giảm nồng độ của protein sợi TGA thì nó sẽ làm giảm hoạt động của chu kỳ TCA trong ti thể. Khi cái chu kỳ TCA trong ti thể nó bị giảm xuống thì nó sẽ sản xuất ra rất là ít các yếu tố năng lượng, các phân tử năng lượng, từ đó tế bào nó sẽ bị ngừng tăng trưởng và dẫn đến chết tế bào. Và chính vì cái chu trình TCA trong ti thể nó giảm hoạt động khiến cho nó bị ứ động, cái đầu vào nguyên liệu nó bị ứ động lại. Và cái nguyên liệu này khi nó bị ứ động thì nó sẽ ức chế cái yếu tố ATF4, làm cho ATF4 không không điều hòa biểu hiện các kênh vận chuyển chất dinh dưỡng nữa. Đồng thời khi mà cái chu trình tế bào TC, chu trình TCA này nó bị giảm xuống thì nó sẽ dẫn đến sự hoạt hóa cái quá trình tự hủy trong tế bào, và quá trình tự hủy này nó sẽ phân hủy các bào quang, các protein, từ đó nó cũng dẫn đến góp phần ứ đọng cái nồng độ amino acid không thiết yếu. Thì đây chính là bức tranh lớn mà các tác giả đã giải mã được trong bài báo này. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà các tác giả lại có thể giải mã ra được một bức tranh rất là thú vị trong tế bào ở mức độ phân tử như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết với bài trình bày của năm em sinh viên xuất sắc, rất tuyệt vời. Thì đầu tiên sẽ là em Bùi Trần Văn Anh. Xin mời Văn Anh. Dạ vâng, thì đầu tiên thì các tác giả họ mới đặt ra câu hỏi là những cái pathway nào sẽ ảnh hưởng đến SIRT3 sẽ ảnh hưởng đến những cái pathway nào trong tế bào DLBCL. Thì họ thiết kế một cái thí nghiệm là so sánh mức độ biểu hiện gen bằng phương pháp RNA sequencing giữa hai cái điều kiện là tế bào DLBCL với nồng độ SIRT3 bình thường và nồng độ SIRT3 bị knockdown. Thì họ dùng short hairpin RNA để knockdown SIRT3 ở trên ba dòng tế bào của DLBCL là CAPAS422, OCLE1 và HBL1. Tiếp theo thì các nhà khoa học họ mới đặt ra câu hỏi là thì cái việc giảm nồng độ SIRT3 này sẽ ảnh hưởng đến mức độ biểu hiện gen của các tế bào DLBCL như thế nào? Thì trong heat map đã thể hiện là trong 1075 những cái gene khác nhau mà họ khảo sát ở trên ba dòng tế bào, thì mọi người có thể thấy là màu đen là cột control, khi màu đen chuyển sang màu đỏ là các gene nó đang được tăng biểu hiện và chuyển sang màu xanh là giảm biểu hiện. Thì từ hình ảnh thì mình thấy là khi mà SIRT3 bị giảm nồng độ thì có 757 genes đã giảm biểu hiện, trong khi chỉ có 319 genes tăng biểu hiện. Tiếp theo đấy thì họ đã đem 1075 genes khảo sát ở trên ba dòng tế bào này đi làm một cái thí nghiệm gọi là Pathway Enrichment Analysis để trả lời cho câu hỏi là việc giảm nồng độ SIRT3 sẽ ảnh hưởng đến những cái con đường sinh học nào. Cái cột bên cột nhỏ bên nhỏ bên tay trái thì nó thể hiện giá trị là p-value. Vì thế nên nếu như mà số càng nhỏ thì nó thể hiện là giá trị thống kê càng lớn. Heat map trong ảnh thì nó thể hiện rằng trong cột bên tay phải, short hair SIRT3 khi mà bị knockdown thì những cái gene nó giảm biểu hiện, có một mối tương quan cao so với cái tập target genes của ATF4. Thì để củng cố cho cái sự tương quan mà mọi người mới thấy ở cái hình heat map ở trên giữa SIRT3 và ATF4 target genes, thì các tác giả họ tiếp tục dùng một cái phương pháp gọi là gene set enrichment analysis để so sánh giữa cái tập genes khảo sát khi mà knockdown SIRT3, ở đây là 1075 genes mà mình mới khảo sát, với lại một tập gọi là ATF4 target genes mình đã định nghĩa từ trước. Trục X ở đây sẽ là rank gene list, màu đỏ bên tay trái thì nó là thể hiện là upregulated genes, màu xanh thì nó là downregulated genes. Trục Y ở đây sẽ là enrichment score. FDR ở đây thể hiện giá trị thống kê, và nếu như mà nó bé hơn 0,05 thì chứng tỏ là cái data của mình đã có ý nghĩa thống kê rồi. NES ở đây là normalized enrichment score, thì giá trị ở đây nó thể hiện âm, có nghĩa rằng là các genes mà tương quan giữa cả hai tập dataset này chủ yếu là các gene bị giảm biểu hiện, thể hiện ở bên phải của trục X.
Thì sau khi mà họ làm cái GZ Enrichment Analysis này thì các nhà khoa học mới đưa ra một cái conclude là những cái genes mà bị giảm biểu hiện khi SOS3 bị knock down thì có một mối tương quan với ATF4 cho cái genes. Và điều này thì cũng trả lời được cái câu hỏi mà các tác giả đặt ra ở đầu figure 1, chính là việc mà knock down SOS3 sẽ ảnh hưởng đến con đường sinh học nào ở trong tế bào DLBCL. Cảm ơn Vân Anh. Tiếp sau đây xin mời Đăng Huy trình bày ha. Ở trong phần trước thì người ta đã chứng minh được rằng là khi substrate knockdown thì ảnh hưởng đến cái IGF-4 transcription nó cũng giảm. Như vậy để giải thích cho cái hiện tượng này thì ở các nhà khoa học đặt ra hai cái giả thuyết. Thứ nhất là substrate giảm, nó làm giảm biểu hiện của protein IGF-4. Và thứ hai đó là substrate giảm, nó không ảnh hưởng đến nồng độ của protein IGF-4, nhưng nó lại ảnh hưởng đến sự hoạt động của IGF-4. Và khi người ta đo nồng độ của protein IGF-4 thì người ta thấy rằng là khi substrate giảm thì protein IGF-4 nó cũng giảm. Như vậy giả thuyết 1 tức là substrate giảm nó làm giảm biểu hiện của IGF-4 là đúng. Vậy liệu cái vấn đề này substrate knockdown nó ảnh hưởng đến quá trình phiên mã từ DNA sang mRNA của IGF-4 hay là ảnh hưởng đến quá trình dịch mã từ mRNA sang protein? Thì đầu tiên người ta đo cái mRNA của IGF-4 bằng qPCR và người ta thấy rằng là mRNA IGF-4 không đổi. Rồi từ đó người ta đặt ra hai cái model. Thứ nhất đó là có sự tích lũy của tiền mRNA trong trong tế bào, và trong cái khi mà người ta đo cái trong cái thời điểm mà người ta đo cái lượng mRNA này thì mRNA nó vẫn còn tích lũy nhiều trong tế bào. Và theo thời gian thì cái lượng mRNA này nó có giảm đi. Mô đồ thứ hai đó là substrate knockdown nó không ảnh hưởng gì đến mRNA IGF-4. Và người ta thực hiện qPCR và người ta thấy rằng là nồng độ mRNA IGF-4 nó không thay đổi theo thời gian từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy. Và từ đó là suy ra là mô đồ 2 là đúng, tức là substrate knockdown nó không ảnh hưởng gì đến mRNA IGF-4. Và để xem là liệu là substrate nó có ảnh hưởng đến dịch mã hay không, thì đầu tiên là người ta đo mức độ phosphorin hóa của một cái protein điều hòa sự dịch mã ở mRNA IGF-4, đó là protein EIF2A. Và khi mà tính tỷ lệ của EIF2A được phosphorin hóa trên tổng EIF2A, thì người ta thấy rằng là không có sự khác biệt rõ ràng giữa cái nhóm control và cái nhóm substrate được knockdown. Và từ đây người ta không đưa ra được bất kỳ kết luận gì. Và người ta chuyển sang một cái hướng khác, đó là tạo ra một cái cấu trúc nhân tạo. Từ người ta kết hợp cái vùng không dịch mã ở đầu 5 phẩy của mRNA IGF-4, vùng 5 phẩy UTR, với lại một cái khung độc mã của protein GFP. Khi mà IGF-4 và GFP nó dùng chung một cái vùng điều hòa, thì khi mà đo cái lượng GFP thì đồng thời cái kết quả này nó cũng sẽ phản ánh cái kết quả của protein IGF-4. Thật vậy, khi mà người ta dùng Western blot thì người ta thấy rằng là khi substrate nó giảm thì cả IGF-4 và GFP nó đều giảm theo, và chứng tỏ là IGF-4 và GFP nó có cái mối liên hệ với nhau. Sau đó người ta tiến hành flow cytometry ở hai dòng tế bào là CAPAS422 và OCI ở LIMP1 cell tại ngày thứ tư và ngày thứ bảy, thì người ta thấy rằng cường độ hình quang của protein GFP nó được biểu hiện từ cái cấu trúc 5 phẩy UTR GFP nó giảm. Và từ những kết quả trên thì nó chứng minh rằng là substrate giảm thì nó cũng sẽ làm giảm cái quá trình dịch mã của IGF-4. Kết luận lại, người ta thấy rằng là substrate knockdown nó không ảnh hưởng đến quá trình phiên mã, nhưng nó ảnh hưởng đến quá trình dịch mã của IGF-4. Cảm ơn Huy. Mình xin nhắc là các bạn khán giả, nếu mà các bạn có câu hỏi thì có thể bấm nút
ra tay và có thể hỏi ngay lập tức nha. Thì tiếp theo xin mời phần trình bày của Việt Hưng. Xin lỗi, có Phúc, mời Phúc hỏi ha. Dạ, em cảm ơn anh Vũ. Dạ, cho em hỏi là tại vì để mà tìm ra được cái ATF4 ban đầu là họ dựa trên kết quả ONASIC của cái survey knockdown cells, mà lúc đó thì họ mới thấy là ATF4 là, nếu mà em hiểu đúng thì là nó là một trong những cái gene mà bị có liên quan đến phần mà giảm biểu hiện, thì cái kết quả đó nó có conflict gì với cái phần phía sau khi mà mình làm lại bằng real time và những cái kết quả khác mà mình thấy là nó không ảnh hưởng đến hoạt động phiên mã của cái ATF4 mà. Thôi em có muốn trả lời câu hỏi của Phúc không? Dạ em chưa hiểu rõ lắm câu hỏi của Phúc có thể giải thích lại câu hỏi cho Huy được không em? Dạ, tại vì cái nếu mà theo em hiểu thì trong cái phần đầu tiên mà bạn Vân Anh trình bày á, thì để mà từ từ mà họ lần ra được cái ATF4 là dựa trên kết quả ONASIC khi mà so sánh giữa một cái tế bào biểu hiện survey bình thường và một cái tế bào bào bị knockdown biểu hiện survey, thì họ mới tìm thấy được là trong những cái gene mà bị giảm biểu hiện thì có liên quan, có những cái gene mà liên quan đến cái ATF4. Dạ, thì em có thể là nên em chắc em sẽ cần xác nhận lại là nó là những gene thuộc được điều hòa bởi ATF4 hay là ATF4 đã nằm ở trong cái list gene mà giảm biểu hiện ở trong cái tế bào sầu thuy knockdown dựa trên kết quả ONASIC. Huy hoặc là Văn Anh, các em có thể, nếu mà các em biết có thể trả lời. Theo em thì ở trong cái kết quả của phần 1 là khi mà sợi suy giảm nó sẽ làm giảm cái ATF4 gen, có nghĩa là nó sẽ là người ta thấy rằng những cái gen mà nó được điều hòa bởi cái protein ATF4 nó giảm, và từ đó người ta suy ra là người ta đang tìm cái mối quan hệ là liệu là sợi suy giảm nó có ảnh hưởng gì đến cái biểu hiện của nó có ảnh hưởng gì đến biểu hiện hoặc là hoạt động của protein ATF4 hay không. Ý em là vậy. Dạ, em cảm ơn. Chị thấy chưa thỏa đáng với câu trả lời của bạn Hưng lắm. Bây giờ mình có thể nhìn vào cái hình này Phúc ha. Thì em thấy rằng là ở trong cái hình này ở bên cột màu xanh á, thì người ta đo cái nồng độ ARN thông tin của ATF4. Em thấy rằng là khi mà người ta normalize cho control, tức là không bị không bị knock down cái SHA-3, lấy tế bào SHA-3, knockdown SHA-3, normalize cho không bị SHA-3, knockdown SHA-3, thì em thấy rằng là sử dụng hai cấu trúc shRNA thì cái tỷ lệ này nó xem số 1, điều đó nói lên rằng nồng độ ARN thông tin của ATF4 không đổi. Thì ở đây người ta có một cái control, đó là người ta sử dụng cái gene PSAT1, nó là một cái target gene của ATF4 đã được biết trước đó. Thì em chú ý thấy rằng là khi mà tế bào bị knockdown cái SHA-3 thì cái nồng độ ARN thông tin của PSAT1 nó bị giảm xuống, nó phù hợp với kết quả từ phân tích của trong hình của Văn Anh em ha. Như vậy có nghĩa là ở đây nó không có mâu thuẫn gì hết và nó phù hợp với những kết quả trước đó rằng là giảm SHA-3 thì nó có mối tương quan với sự giảm biểu hiện các ATF4 target gene. Dạ vâng. Chị nghĩ câu hỏi của Phúc nghĩa là ở cái phần đầu của Vân Anh, cái đấy ấy, nó không thể hiện là cái mRNA level của cái thằng ATF4 thực sự là giảm, mà nó chỉ là nhìn những cái gene mà differentially expression khi mà knock down cái SHA-3 ấy, thì những cái gene knockdown đấy nó liên quan đến cái con đường ATF4. Nó là target của ATF4 chứ không phải là ATF4 itself. Dạ. Ở đây người ta ghi cái label là ATF4 target genes, phải nghĩa là không phải là ATF4. Dạ. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Vậy bây giờ mình sẽ quay lại cái mọi người có câu hỏi gì cho Huy nữa không?
Anh ơi, em có một câu hỏi ở cái slide phía đằng trước một tí, ở cái EIF Để đây ạ. mình ok, anh sẽ điền cái số slide để xíu mọi người có câu hỏi thì nhớ số slide rồi vạch lại. Em hỏi đi em. Em muốn hỏi là người ta có cái phương thức nào để tìm ra cái EIF2A này là cái nhân tố điều hòa dịch mã của ATF4 không ạ? Hơi muốn trả lời không em? Theo em thì ở khi đọc bài báo thì em nghĩ rằng là cái đây là một cái kiến thức cơ bản mà người ta dựa vào những cái nghiên cứu trước đó để người ta biết là EF2A là một cái nhân tố điều hòa dịch mã, chứ người người ta không nói là người ta tìm ra cái EF2A này như thế nào. Thế nhỡ mà có nhiều cái nhân tố điều hòa dịch mã thì người ta sẽ chọn cái nào? Bởi vì chắc là sẽ không chỉ có một cái nhân tố điều hòa dịch mã của một gene đúng không? Chắc là sẽ có nhiều cái. Thì không biết bài báo có đề cập đến việc là họ chọn cái nhân tố này vì lý do nào không ạ? Huy có suy nghĩ gì không em? Phần này thì có thể là em bị bỏ qua nên em chưa có câu trả lời cho phần này. Thì EIF2A nó là một, nếu chính xác hơn nó là một cái thành phần trong bộ khởi sự dịch mã, tức là cái initiation complex em ha. Thì trong cái initiation complex này nó sẽ có nhiều yếu tố, trong đó người ta thấy rằng là theo như anh không có nghiên cứu về cơ chế tế bào, sinh học tế bào, nhưng mà theo như bài slide hôm bữa anh đọc lại thì cái yếu tố này nó sẽ là một trong những yếu tố bám lên rồi sau đó nó sẽ thu hút những cái protein khác để mà nó tạo ra cái nhân tố khởi sự dịch mã, nên nó là một trong những cái event đầu tiên. Và khi mà cái yếu tố này nó được phosphor hóa thì người ta có thể hiểu rằng là cái mình có thể associate rằng là cái khởi sự dịch mã đang được hoạt hóa, đang ở trạng thái hoạt hóa. Thì khi mà người ta nghiên cứu về tín hiệu tế bào thì để mà mình đánh giá một cái event thì mình sẽ đi tìm cái để đánh giá một hoạt động thì người ta sẽ tìm một cái event mà nó xảy ra rất là sớm trong cái chuỗi tín hiệu đó. Thì cái hiện tượng phosphor hóa của EF2A này có thể là những cái hiện tượng xảy ra rất sớm để giúp tạo thành cái bộ khởi sự dịch mã. Từ đó việc đo cái tín hiệu mức độ phosphor hóa này nó cũng là một cách trực tiếp để có thể xin lỗi, trực tiếp để đánh giá về mức độ dịch mã của tế bào em ha, không chỉ riêng cho ATF4. Em có thắc mắc gì không Toàn? Nếu như vậy thì tức là nếu như mình cũng kiểu một cái, em xin lỗi, ở nhà em đang có fan hết các thứ. Nếu như vậy thì mình cũng có thể dùng cái AF2A này cho một cái model kiểu như này và để kiểm tra ảnh hưởng lên một cái gene khác cũng được đúng không ạ? Tức là cái thành phần này nó như kiểu là một cái thành phần cơ bản trong cái complex initiation complex anh vừa nói đúng không ạ? Theo như anh hiểu là vậy em ha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Phần câu chuyện thì còn rất dài cho nên mình nghĩ là mọi người có thể tiếp tục suy nghĩ câu hỏi và mình sẽ mời Việt Hưng trình bày tiếp. Tại vì những phần sau sẽ rất dài nhưng mà cũng sẽ mở nhiều câu hỏi khác nữa. Nên mọi người cảm thấy câu hỏi hay có thể save lại rồi phần của Việt Hưng rồi tiếp tục hỏi ha. Bây giờ xin mời Việt Hưng. Xin cảm ơn phần trình bày của Vân Anh cũng như là Đăng Huy. Mình xin tiếp tục với lại phần trình bày về feature thứ ba. Bây giờ mình sẽ xin điểm lại một số thông tin mình có được cho tới thời điểm hiện tại. Đầu tiên là trong những bài báo đã được công bố trước đó thì việc knock down the tree sẽ dẫn đến việc giảm ngừng lại của quá trình tăng trưởng phát triển tế bào cũng như dẫn đến sự chết đi tế bào theo chu trình của các tế bào TLBCL. Ngoài ra là trong figure 1 và 2 đã trình bày trước đó thì chúng ta có một cái kết quả đã được chứng minh là việc knock down the tree dẫn đến việc giảm nồng độ của protein ATF4, cụ thể hơn là ảnh hưởng đến quá trình dịch mã của ATF4.
Với hai thông tin chúng ta có được này thì chúng ta có một câu hỏi đặt ra là liệu ACF4 nó có đóng vai trò nào đó trong sự tăng trưởng và phát triển của tế bào ACF4, của tế bào TLBCL hay không? Và việc knockdown surgery ở các tế bào này nó có gây ra cái sự ngừng phát triển tế bào có liên quan đến ACF4 hay không? Để nghiên cứu cái câu hỏi này thì mình xin đặt ra ba model có thể xảy ra. Model thứ nhất là việc giảm nồng độ hay là knockdown surgery dẫn đến giảm nồng độ của protein ACF4 và kéo theo cái hệ quả là tế bào không thể phát triển nữa và đi vào chết theo chu trình. Cái model thứ hai là việc giảm nồng độ surgery do knockdown surgery dẫn đến sự chết tế bào theo chu trình và sự ly giải các tế bào này sẽ làm giảm nồng độ các protein nói chung cũng như là ACF4 nói riêng. Và trong model cuối cùng thì việc giảm nồng độ protein ACF4 cũng như là việc ngừng phát triển của tế bào là hai sự kiện xảy ra độc lập trong một môi trường có điều kiện chung là knockdown surgery. Để trả lời cho câu hỏi này thì các tác giả đã thực hiện thí nghiệm knockdown để đưa ra một cái sự ức chế vào thành phần ACF4 và sự ức chế này được thực hiện bằng kỹ thuật là short helping RNA và tác giả đã thực hiện hai mẫu short helping RNA là mẫu 1 và mẫu 2 trên ACF4 và sau đó tác giả sẽ quan sát sẽ đánh giá cái ghi nhận lại cái số lượng tế bào còn tồn tại vào thời điểm ngày thứ 5, ngày thứ 7, ngày thứ 10, ngày thứ 13 sau khi đã gây nhiễm cái SHACF4. Chúng ta có thể nhìn về phía bên phải của màn hình để quan sát cái lượng tế bào. Thì cái lượng tế bào rõ nhất quan sát được là vào ngày thứ 13. Đối với những tế bào đã được knock out ACF4 bằng mẫu ACF4 thứ nhất, thì vào ngày thứ 13 số tế bào còn lại là 0,4, có nghĩa là còn khoảng 40% tế bào còn sinh trưởng và phát triển. Trong khi cái mẫu ACF4 knockdown thứ hai thì cái lượng tế bào còn lại là bé hơn 0,2, có nghĩa là còn nhỏ hơn 20% số tế bào còn tồn tại và phát triển trong môi trường. Điều này chúng ta có thể rút ra cái kết luận là việc giảm nồng độ của ACF4 ở đây thực hiện bằng việc knockdown ACF4 dẫn đến một sự ảnh hưởng rất là lớn đến việc tăng trưởng và phát triển của tế bào TLBCL. Tiếp tục như cái phần cơ chế ở đầu anh lúc anh Vũ đã có trình bày á, thì mình kiểm tra xem cái thí nghiệm knockdown ACF4 này nó có on target hay không. Tác giả đã tiếp tục một cái thí nghiệm tiếp theo là thí nghiệm rescue. Ở đây là rescue loại 1 để kiểm tra cái kết quả cũng như là xác định là cái mối quan hệ nhân quả giữa việc giảm ACF4 và cái quá trình phát triển của tế bào TLBCL. Ở đây tác giả đã giảm nồng độ của ACF4 bằng cách là knockdown surgery. Với những cái chứng minh ở trên figure 1 và 2 thì mình có thể biết được là nồng độ ACF4 nội sinh sẽ giảm do surgery đã bị knockdown. Sau đó tác giả cố gắng rescue cái mức độ biểu hiện của ACF4 bằng cách đưa ACF4 ngoại sinh vào các tế bào này. Mong muốn là với cái nồng độ ACF4 về mức bình thường thì cái sự phát triển và sinh trưởng của tế bào TLBCL này nó sẽ trở lại cái mức gần với cái mức control. Chúng ta sẽ quan sát những cái kết quả tác giả đã thu nhận được. Thì trong biểu đồ bên tay phải, chúng ta thấy có các điểm và các chấm có màu khác nhau, trong đó là màu đỏ được màu đỏ biểu diễn cho các tế bào đã bị knockdown surgery nhưng không được bổ sung ACF4 ngoại sinh. Tiếp theo là được màu xanh lá cây biểu diễn cho các dòng tế bào đã bị knockdown surgery và có được bổ sung ACF4 ngoại sinh. Cuối cùng là đường màu xanh dương và đường màu đen là các dòng tế bào control, có nghĩa là surgery không bị ảnh hưởng và những tế bào này có hoặc không có bổ sung ACF4 ngoại sinh. Tác giả cũng tiếp tục đếm số lượng tế bào có vào ngày thứ 5, ngày thứ 8 và ngày thứ 10 để quan sát cái mức độ phát triển của các tế bào TLBCL này. Thì vào ngày thứ 10,
dòng tế bào bị knock down stream và không có bổ sung NCF4 ngoại sinh, có số lượng tế bào giảm so với ngày thứ 5. Điều này phù hợp với những cái thí nghiệm trước đó đã chỉ ra là việc giảm nồng độ NCF4 sẽ làm ngừng quá trình phát triển tế bào. Tiếp theo là đường màu xanh lá cây, là kết quả quan trọng nhất của thí nghiệm này, là khi tác giả bổ sung NCF4 ngoại sinh vào một cái tế bào đã bị knock down surgery, thì tác giả ghi nhận được sự phát triển của tế bào có tăng so với ngày thứ 5, cụ thể ở đây là tăng gấp 2 lần. Tuy nhiên cái sự phát triển này nó chưa được giải cứu về mức độ bình thường so với lại cái các mẫu control đã được set up ở trong cái thí nghiệm này. Bằng chứng là trong mẫu control thì cái lượng tế bào phát triển là gấp 5 lần so với ngày thứ 5. Do đó chúng ta có một cái kết luận của cái thí nghiệm này, đó là việc bổ sung NCF4 ngoại sinh có tác dụng là giải cứu một phần quá trình ngừng tăng sinh phát triển của tế bào do sự thiếu hụt của substrate. Cho mình hỏi một câu. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Người ta có show là cái ATF4 ở cái đường màu xanh lá cây với lại màu xanh dương là giống nhau không? Cái mức độ biểu hiện của ATF4 ở hai cái dòng tế bào này nó có giống nhau không? Dạ có, là nó cùng một cái nồng độ ATF4, cái cùng một cơ chế bổ sung ATF4 ngoại sinh, và nó cái cơ chế trong phần cái số lượng trong phần supplementary nó có đề cập. Yeah. Nhưng đây có phải là bởi vì cái đường mà xanh lá cây ấy là bởi vì cái tế bào này nó vẫn đang có SUT3 shRNA, mà khi có SUT3 shRNA thì actually là nó cũng giảm cái ATF4 đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là khi mà đã cái knockdown cái surgery này thì theo những cái thí nghiệm ở trước á, thì cái nồng độ ACF4 nó sẽ giảm xuống, và cái nồng độ ACF4 nội sinh này là xem như là không còn, và mình cái ACF4 này là mình đang bổ sung cái nguồn ngoại sinh khác bằng cách là đưa cái đoạn gen có biểu hiện ACF4 bằng một cái loại lentivirus vào trong tế bào này. Cái ATF4 mà họ bổ sung vào là họ overexpressed cái DNA sequence đúng không em? Dạ đúng rồi. Thế cái DNA sequence của ATF4 mà bổ sung vào đấy thì nó có shRNA resistant hay không? Tức là nó có cái người ta có thay đổi cái DNA sequence của ATF4 này để mà cái shRNA nó không tác động vào được hay không ấy? Em nghĩ ở đây họ có đưa ra một cái control, thí nghiệm control ở trong hình này luôn, là cái SH control với lại SH control cộng ATF4. Họ đã overexpress ATF4 luôn rồi, và họ ghi nhận là hai cái đường này nó không có khác nhau lắm về kết quả biểu hiện của tế bào. Em không biết là có giải thích được cho câu hỏi. Chị nghĩ là em chưa hiểu câu hỏi của chị lắm. Em nghĩ là em trả lời được câu hỏi của chị Huyền, tại em nhớ là nhóm có discuss là cái lúc đầu hồi nãy mình thấy là cái phần của bạn Huy là cái sạch nó điều hòa biểu hiện của ATF4 lên cái vùng 5.UTA, còn cái mà mình bổ sung ngoại sinh vô thì cái ATF4 đó nó không có cái vùng 5.UTA đó, cho nên là sạch nó sẽ không ảnh hưởng lên ATF4 ngoại sinh. Ok, that makes sense. Thank you em. Cảm ơn. Anh nghĩ rằng là nếu như mà mình có thể bỏ cái hình protein lên thì mình sẽ tránh được câu hỏi này. Đó là chỉ cần mình có một control data, chính là protein của ATF4 nó được rescue về mức wild, tế bào control. Thì ở đây thì mình sẽ có thể khẳng định được rằng là ATF4 được rescue. Nhưng mà giống như chị Huyền nói thì thường thì những cái thí nghiệm rescue này người ta sẽ sử dụng một cái shRNA mà resistant để tránh trường hợp là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái shRNA của SUT3. Thì cảm ơn câu hỏi chị Huyền. Tiếp theo mọi người có câu hỏi gì cho Huy nữa không? Cho Hân nữa không?
Thủy chỉ thắc mắc một cái là cái ATF4 này làm sao mình biết là mình đã bổ sung cho nó đủ một cái lượng mà để nó có thể về lại cái nồng độ ban đầu Vũ. Tức là có một cái test để mà đảm bảo là cái nồng độ ATF, tại vì ở đây thì chỉ là partially rescue đúng không? Thì cái partially rescue này mình có nghĩ là do cái ATF4 nó không đủ cái nồng độ mà nó bị mất ban đầu do cái surgery không? Hay là mọi người nghĩ là chỉ đơn giản là vì nó không rescue được hoàn toàn thôi bởi vì nó có một cái cơ chế khác? Về câu hỏi của Thủy đầu tiên đó là có cách nào để mình có thể rescue nồng độ ATF4 về mức độ wild type không, hay là mình chỉ bỏ vô rồi mình hy vọng là nó sẽ rescue? Thì đầu tiên thì ở ATF4 trong bài báo này dựa vào cái hình sub đó, trong supplementary thì nồng độ của protein ATF4 thì nó bằng với cái control, cho nên mình nghĩ rằng là có thể tin cậy rằng nồng độ nó được rescue. Còn nếu mà nói bên ngoài bài báo á, thì trong lab của mình có một anh ảnh làm sử dụng cái rescue này, thì ảnh có làm ảnh làm một cái titration curve, tức là ảnh sẽ tăng dần cái nồng độ của virus lên, và sau đó ảnh sẽ đo cái mức độ protein tương ứng, từ đó ảnh sẽ biết ra được cái range nồng độ của virus cần thiết để ảnh có thể đưa được cái protein về mức wild type thì ha. Vũ, vậy là trong bài này là Vũ chắc chắn là nó có thể về mức wild type rồi đúng không? Dựa vào cái hình Western plot trong sub thì mình thấy rằng là nó bằng với control, cho nên mình nghĩ rằng là có thể tin tưởng rằng nó đã bằng với wild type rồi thì. Ok, cảm ơn Vũ. Vậy mình sẽ tiếp tục đi đơn hơn Việt Hưng ha, Dạ nói dạ chuyện cùng hay dạ nhà phía sau. My có câu hỏi sao Vũ? Toàn có câu hỏi là thời điểm họ bổ sung ATF4 expression vectors thì trong cái những cái thí nghiệm rescue này thì em hoàn toàn có thể bỏ hai cái vector cùng lúc. Ví dụ như em có thể bỏ SHRT, knock down SHRT và bỏ một cái vector ATF4 cùng lúc cũng được, hoặc là anh không nhớ thứ tự của cái này trong tế bào. Maybe là họ có thể bỏ trước sau gì đó, nhưng mà chắc có lẽ Toàn có thể xem lại bài báo thêm ha. Anh Vũ ơi, em có câu hỏi. Mai kêu. Ở trong cái figure phía trước thì mình thấy là không có thể rescue được về cái mức độ proliferation ban đầu. Thì mọi người cũng discuss là ở đây cái nồng độ ATF4 là về ngang bằng với control, nhưng mà không biết là đó là đo ở thời điểm ban đầu hay là một cái các cái thời điểm về sau sau khi rescue. Thì lúc nãy một bạn có chia sẻ là cái SHRT này nó ảnh hưởng lên biểu hiện của ATF4 có vẻ là ở quá trình phiên mã, nhưng mà em đều nghĩ là không biết nó có ảnh hưởng tới một cái ngoài cái quá ảnh hưởng lên phiên mã thì có ảnh hưởng về sau các cái cấp độ sau hay không. Nếu mà thực sự nó không có ảnh hưởng ở cấp độ sau mà chỉ ở phiên mã thì cái có lẽ là còn một cái substrate này nó ảnh hưởng lên cell proliferation theo một con đường độc lập khác nữa ngoài ATF4. Thì Xin lỗi Kiều, trước hết là anh xin đính chính là không phải ảnh hưởng đến phiên mã mà là ảnh hưởng đến dịch mã mà. Dịch mã, ở trên đầu năm phải là dịch mã. Thì còn nếu mà ở trên đầu ở dịch mã thì không biết em suy nghĩ là liệu rằng surgery nó có ảnh hưởng, nó có thể là inhibit cái protein ATF4 sau khi đã thành protein rồi một qua một cái con đường khác nữa. Hoàn toàn có thể, tại vì trong bài báo này thì người ta sẽ giải mã theo những cái dữ kiện, những cái bằng chứng mà họ cho thấy, nhưng mà hoàn toàn mình không thể loại trừ trường hợp rằng nó có một con đường gián tiếp khác. Cho nên anh nghĩ rằng là cũng không thể bác bỏ được quan điểm của Kiều. Anh nghĩ là có thể là mọi người cho Hân tiếp tục trình bày thì nó sẽ dần dần sáng tỏ hơn, cũng có nó sẽ giúp mọi người. Chị có thể nói một ý này được không? Chị Được, nghĩ là ấy, có thể là họ sẽ tạo ra cái tế bào
mà express ATF4 stable leaf trước. Sau đấy thì họ dùng cái tế bào đấy, họ bắt đầu mới transfect với các cái shRNA control hay là SIRT3HHRNA. Tức là làm ngược lại, tức là họ put vào trước rồi sau đấy mới cho shRNA vào. Thì lúc đấy thì chắc chắn là cái ATF4 expression là sẽ the same, bởi vì at the beginning, bởi vì nó đều bắt đầu từ một cái population at the beginning. Xin lỗi chị, cho em hỏi là ý chị là đầu tiên chị muốn overexpress ATF4 lên phải không? Yeah, overexpress trước rồi sau đấy lấy cùng cái tế bào đấy rồi transfect with different shRNA. Theo em biết đó, thì ngày nay người ta không còn thích làm overexpression nữa, tại vì nó là một hệ thống nhân tạo, nó không còn phản ánh hiện tượng tự nhiên của tế bào và nó sẽ dẫn đến những artifact mà mình không biết. Nhưng mà trong trường hợp này là rescue thì cũng là một dạng overexpression đúng không? Nhưng mà ở đây mình bắt đầu bằng tế bào low ATF4 chị, cho nên mình sẽ được rescue. Tất nhiên là nó sẽ, nếu chắc chắn là có thể, nếu mà họ không titration thì nó sẽ có thể nó overexpress, nhưng mà nó sẽ ít artifact hơn, thêm nghĩa là nó sẽ logic hơn so với việc là mình overexpress ngay từ đầu. Và cái thứ hai nữa đó là mình cũng xét đến trường hợp rằng là như cái trường hợp của chị á thì không, xin lỗi, em nghĩ là nó không relevant, em never mind. Nhưng mà em nghĩ ý của chị cũng là một ý hay. Mọi người có câu hỏi gì tiếp không? Câu hỏi của Châu đó là tại sao không bổ sung ATF4 protein luôn? Tức là ý em là bỏ protein vào trong tế bào hay em? Anh nghĩ rằng không thể được làm được điều đó, em nó không phù hợp em ạ. Thường thì người ta sẽ, nếu mà em muốn bỏ protein vào thì thứ nhất là em phải cần tổng hợp protein đó, thứ hai là em phải, nó cần phải có một cái cách để vận chuyển vào trong tế bào bởi vì protein nó bự đúng không? Thì cách đơn giản hơn là em dùng vector và em bỏ cái gene vô. Phần sau còn rất dài cho nên vì thời gian cho nên chắc là hơn em làm tiếp đi hơn ha. Dạ, dạ. Sau khi kết thúc cái thí nghiệm của figure 3 này thì mình xin lựa chọn model 1 là model tiếp tục được khai thác, bởi vì cái kết quả về nồng độ của ATF4 là downstream của SIRT3 đã được chứng minh, cũng như là mối quan hệ nhân quả giữa ATF4 và quá trình ngừng tăng sinh tế bào chết theo chương trình của tế bào cũng đã được chứng minh trong cái thí nghiệm rescue phía trên. Và để tổng kết lại những cái thông tin có được từ figure 3, mình xin đưa ra một số thông tin. Thứ nhất là ATF4 là một chất rất cần thiết cho quá trình tăng trưởng tế bào của tế bào TLBCL, và nó là một cái signal downstream của SIRT3. But, do cái tính chất quan trọng của ATF4 liên quan đến việc tăng trưởng tế bào với sự ảnh hưởng của cái điều hòa của SIRT3, cho nên đây cũng sẽ là một cái target cho những cái thí nghiệm những thí nghiệm lâm sàng cũng như thí nghiệm can thiệp sau này. Và cuối cùng thì ATF4 khi đưa cái thí nghiệm rescue thì nó chỉ có thể rescue một phần, partially rescue việc tăng trưởng tế bào thôi. Cho nên ở đây mình có rút ra thêm một cái thông tin nữa, đó chính là ATF4 nó không phải là cái protein duy nhất tham gia vào việc điều hòa quá trình phát triển tế bào TLBCL, và nó sẽ còn những protein hoặc là những cái pathway khác và nó không liên quan đến SIRT3, không liên quan đến ATF4. Tiếp tục với cái figure thứ tư, thì với những thí nghiệm phía trên tác giả đã thực hiện trên các dòng tế bào, thì ở đây tác giả sẽ thực hiện tiếp tục trên các mô hình động vật, ở đây là mô hình chuột. Thì tác giả kiểm tra xem là liệu trong mô hình động vật này những cái thí nghiệm chứng minh ở phía trên nó còn đúng hay không. Đầu tiên là tác giả sử dụng mô đồ chuột là VABP-BCL2. Đây là một mô đồ chuột đã được sử dụng trước đây để nghiên cứu về bệnh sinh của lymphoma. Và những con chuột này có một cái kiểu hình đặc biệt mà tác giả quan sát được và ghi nhận được, đó chính là lách to.
thể hiện cho cái việc là tế bào lymphoma đang phát triển. Tiếp theo là tác giả có một dòng chuột đã được knockout hoàn toàn, gene surgery. Và khi lai hai dòng chuột này với nhau, tất cả có thu được cái dòng chuột thứ ba là chuột VABP-BCL2 có surgery được knockdown hoàn toàn. Trong những cái văn đã ghi nhận trước đó thì những chuột knockout surgery hoàn toàn có tình trạng lymphoma, cái căn bệnh lymphoma nó được ngưng lại, nó được ảnh hưởng. Cũng như là có thêm hai cái hệ quả tiếp theo, đó chính là việc giảm nồng độ của các chất trung gian trong quá trình TCA cycle, cũng như là việc tăng quá trình autophagy trong những con chuột bị knockout surgery. Tiếp tục trong cái mô hình thí nghiệm này, tác giả so sánh giữa chuột bị knockout surgery là những con chuột màu xám bên tay phải với những con chuột không bị knockout surgery. Đầu tiên về mức độ biểu hiện của protein TF4 thì chúng ta có thể thấy những con chuột bị knockout surgery có nồng độ TF4 giảm rõ rệt, với cái band ATF4 nhạt hơn, cũng như là tỷ lệ ATF4 trên ACTB thấp hơn so với những con chuột còn gene surgery. Điều thứ hai đó chính là quá trình autophagy ở những con chuột bị knockdown surgery cũng tăng so với quá trình autophagy của những con chuột không bị knockdown surgery, biểu hiện ở cái tỷ lệ LC3/2 trên LC3/1 tăng ở những con chuột bị knockdown surgery. Với hai cái luồng thông tin này, các tác giả đặt ra một cái câu hỏi là liệu chúng nó có liên quan, có một cái correlation nào giữa hai vấn đề này hay không? Và tác giả đã thực hiện một cái phép kiểm thống kê. Và tác giả tìm được rằng là giữa việc giảm nồng độ ATF4 và việc tăng của quá trình autophagy có một mối tương quan nghịch mạnh mẽ. Kết thúc của cái figure 4 này, chúng ta có được hai cái kết quả đã được chứng minh. Thứ nhất là ở trên cả chuột là chuột VABP-BCL2 thì việc giảm việc knockdown surgery sẽ gây giảm nồng độ của protein ATF4, và kết quả thứ hai là việc knockdown surgery sẽ làm tăng autophagy ở trong tế bào của những con chuột này. Và tác giả cũng đưa ra được cái mối liên hệ, một cái tương quan nghịch giữa việc giảm nồng độ ATF4 và việc tăng quá trình autophagy trong chuột cũng như là trên cái tế bào TFPCL. Và đây sẽ là cái manh mối để chúng ta đi tiếp câu chuyện trong những cái mức độ điều hòa sâu hơn. Mình xin mời phần trình bày tiếp tục của bạn Phương. Cho chị hỏi cái slide trước một tí được không? Dạ. Cái họ dùng cái tế bào nào để mà plot cái hình này, cái hình bên trái này này, cái gene expression là họ họ phải lấy tế bào từ con chuột này đúng không, và họ lấy cái dạ, tế đúng loại rồi. Tế bào nào họ lấy tế bào đất chị à? Okay, ok dạ đúng rồi, cảm ơn em. Dạ. Tiếp theo xin mời Thanh Phương, các bạn có thể tiếp tục suy nghĩ câu hỏi đi ha. Dạ. Thì sau cái thí nghiệm ở hình 4 thì mình có hai cái dữ liệu chính từ việc giảm surgery, đó là mình giảm cái nồng độ protein ATF4. Cái thứ hai là mình tăng cái hiện tượng autophagy. Thì những cái thí nghiệm tiếp theo là mình để xác định cái thứ tự của các sự kiện. Thì mình cũng có ba giả thuyết từ ba cái model. Thì cái giả thuyết thứ nhất, model thứ nhất á, là khi mà mình giảm surgery thì giảm cái nồng độ protein ATF4 nó giảm trước, và kéo theo là nó làm tăng cái hiện tượng autophagy, tức là ATF4 nó là upstream của autophagy. Cái model thứ hai á, thì ngược lại, đó là giảm surgery thì là tăng cái hiện tượng autophagy trước, và kéo theo đó là nó giảm cái nồng độ protein ATF4, tức là autophagy nó là upstream của ATF4. Và cái hiện tượng thứ ba, và cái model thứ ba là ATF4 với lại autophagy nó không có mối liên quan gì với nhau. Thì cái thí nghiệm đầu tiên là mình sẽ kiểm chứng cái model thứ nhất, đó là ATF4 đó là upstream của autophagy. Thì nếu đúng cái giả thuyết ở cái model thứ nhất mà đúng á, thì khi mà mình bổ sung ATF4 vô thì cái hiện tượng autophagy này nó sẽ bị giảm. Thì mình nhìn qua bên cái biểu đồ A thì mình sẽ thấy rằng là khi mà mình dòng tế bào bên trái á, tức là khi mà mình bổ sung dòng tế bào mà giảm surgery mà sau đó là mình bổ sung ATF4, và dòng tế bào bên phải á, là tế bào mà mình giảm surgery nhưng mà không có bổ sung ATF4 ngoại sinh vô. Thì mình nhìn bên tay trái
Thì sau khi mà mình bổ sung ATF4 thì cái ban của ATF4 nó đậm lên và mình thấy là cái tỷ số LCT2 trên LCT1, tức là nó biểu hiện cho cái hiện tượng autophagy, nó còn tăng hơn so với lúc ban đầu, tăng gấp 5,6 lần so với ban đầu khi mà mình chưa có bổ sung là 3,7 lần. Thì mình thấy là khi mà ngay cả khi mình bổ sung ATF4 vô thì cái hiện tượng autophagy nó không những là không có bị giảm mà nó còn tăng, chứng tỏ cho mình có cái kết luận đó là ATF4 nó không có phải là upstream của autophagy. Thì qua cái thí nghiệm đầu tiên này mình đã có thể là bác bỏ được cái giả thuyết ở model thứ nhất là ATF4 không phải là upstream của autophagy. Và cái những cái thí nghiệm tiếp theo thì mình để xác định, thì nếu mà mình chứng minh cái thí nghiệm ở model số 2 đúng á thì mình có thể loại bỏ luôn cái model 3. Thì tiếp theo là nếu mà autophagy nó là upstream của ATF4 thì khi mà mình ức chế autophagy á thì cái nồng độ protein ATF4 nó phải được cải thiện. Thì thành ra nên là mình sẽ ức chế autophagy thông qua hai cách. Thứ nhất là mình ức chế gián tiếp bằng cách là tăng cái hoạt động của chu trình TCA bằng hai phương thức. Phương thức thứ nhất là mình bổ sung một cái enzyme. Phương thức thứ hai là mình tăng cái cơ chất. Và cách thứ hai là mình ức chế trực tiếp luôn cái quá trình autophagy này, cũng bằng hai phương thức luôn. Phương thức thứ nhất đó là mình ức chế dược lý bằng cái chất CQ. Thứ hai là mình knock down một cái gene trong cái chu trình autophagy này, cái gene ATG5. Thì mình sẽ có tổng cộng là 4 thí nghiệm để mà chứng minh cái giả thuyết ở mô đồ thứ hai. Thì thí nghiệm đầu tiên đó là mình ức chế gián tiếp chu trình autophagy thông qua việc là bổ sung enzyme, tên của enzyme đó là GDH. Thì nếu như mà giả thuyết ở mô đồ thứ hai mà đúng á, thì khi mà mình bổ sung enzyme này thì cái chu trình TCA nó được tăng hoạt động và cái autophagy này nó bị ức chế, thì cái nồng độ protein ATF4 nó phải được cải thiện. Thì nếu mà cái sự kiện này nó diễn ra như vậy thì cái mình đã chứng minh được là đúng là cái mô đồ thứ hai là nó đúng. Thì mình cũng nhìn vô hai cái cột màu đỏ này, thì cột bên tay trái á, nó là những cục mà mình giảm stress nhưng mà không có bổ sung enzyme GDH. Và cục bên tay phải là mình làm giảm stress nhưng mà mình có bổ sung enzyme GDH. Thì mình thấy là khi mà mình bổ sung enzyme GDH này vô thì cái hiện tượng autophagy này nó bị ức chế, thể hiện qua cái tỷ số LCT2 trên LCT1 này nó giảm còn có một nửa, tức là 1.6 so với 3.3 lúc mà mình chưa ức chế. Và mình thấy rằng là cái nồng độ protein ATF4 thể hiện thông qua cái tỷ số ATF4 trên cho ACTB thì nó là 0.8, gần về so với mức baseline ban đầu là 0.9. Thì chỉ với một cái thí nghiệm ban đầu này mình cũng đã có thể là mình kết luận là sau khi mà mình ức chế autophagy thì cái nồng độ protein ATF4 nó được cải thiện. Thì chứng tỏ là autophagy này nó là upstream của ATF4. Và cái thí nghiệm tiếp theo là thay vì là mình tăng cái nồng độ enzyme GDH lên để mà ức chế gián tiếp autophagy, thì đây mình tăng cái nồng độ cơ chất, là cái cơ chất lần này mình sử dụng sẽ là DMKG. Thì nó sẽ làm tăng cái hoạt động của chu trình TCA lên và nó cũng ức chế gián tiếp lên autophagy. Thì mình cũng nhìn vô hai cái cột màu đỏ, thì cột bên tay trái á, là cái cột mà khi mình giảm stress nhưng mà không có bổ sung cơ chất DMKG này vô. Và cột bên tay phải là cái cột mà mình làm giảm stress nhưng mà mình bổ sung DMKG. Thì khi mà mình bổ sung DMKG này vô thì cái hiện tượng autophagy nó bị ức chế, thể hiện qua cái tỷ số LCT2 trên LCT1 này nó giảm 0.3 so với lại lúc mà mình chưa ức chế là 2.9, là giảm 10 lần gần 10 lần. Và mình thấy là sau khi mà mình ức chế autophagy thì cái nồng độ ATF4 thể hiện qua tỷ số ATF4 trên cho ACTB này đó là 2.7, nó còn vượt lên gấp 2 lần so với lúc mà mình chưa có bổ sung 1.4. Thì cái thí nghiệm này nó một lần nữa nó củng cố cái giả thuyết đó là autophagy này nó thực sự nó là upstream của ATF4. Thì mình đã đi xong hai cái thí nghiệm là ức chế autophagy một cách tiếp theo thì mình sẽ ức chế autophagy một cách trực tiếp luôn. Đó là mình ức chế thông qua cái chất là CQ. Thì cái chất CQ này khi mà mình bỏ vô thì nó sẽ ức chế trực tiếp autophagy. Và nếu như mà model 2 này nó đúng tiếp, tức là cái giả thuyết nó đúng, thì cái nồng độ ATF4 nó sẽ được gọi là
hồi được đảm bảo. Thì mình cũng nhìn vô hai cái cột màu đỏ này, mình cũng thấy là màu đỏ bên trái á, thì là khi chưa có bỏ vào tế bào mà giảm stress nhưng mà chưa có bỏ CQ vô, và cột bên tay phải là giảm stress nhưng mà khi được bỏ CQ vô, thì mình thấy là cái nồng độ protein ATF4 thể hiện qua cái tỷ số ATF4 trên ACTB này nó là 1.1, nó tăng, nó được gấp đôi so với lúc mà mình chưa có bỏ, và nó gần, nó hơn cả, nó gọi là gần về mức cái baseline là 1. Và ở đây mình để ý là cái tỷ số LCG2 trên LCG1 này, thì đúng lý ra là khi mà mình ức chế autophagy thì tỷ số này nó phải giảm chứ nó không có được tăng. Ở đây nó tăng là 4.7, tăng hơn so với cả khi chưa ức chế là 3.1. Thì thật ra là do là CQ này nó là một cái chất ức chế autophagy ở giai đoạn muộn, tức là nó bám lên cái phức hợp LCG2 này để mà nó ngăn cái hoạt động tiếp theo. Thành ra nên là để mà đánh giá cái hoạt động autophagy này, mà nếu mà thông qua cái tỷ số LCG2 trên LCG1 thì bỏ CQ này thì nó không có phản ánh đúng, vì nó là ức chế giai đoạn muộn. Nhưng mà người ta đã chứng minh từ rất là nhiều những bài báo trước là CQ này nó ức chế autophagy. Ở đây là mình tạm tin là khi bỏ CQ vô này thì mình cái hiện tượng autophagy này nó bị ức chế. Đó là mình ức chế autophagy trực tiếp bằng CQ. Thì cái thí nghiệm cuối cùng thì mình cũng tương tự, nhưng mà mình thay vì mình ức chế dục lý bằng CQ thì mình ức chế di truyền bằng việc knock down một cái gene là ATG5 trong cái chu trình của autophagy. Thì nó cũng cho cái kết quả tương tự. Và ở đây thì mình có thêm một cái thông tin mới nằm thể hiện ở cái cột màu đỏ này. Thì đây là cái cột mà mình chưa có làm giảm stress, nhưng mà mình ức chế knock down ATG5, tức là mình ức chế trực tiếp autophagy. Thì mình thấy là ngay cả khi chưa giảm stress mà mình ức chế autophagy thì cái nồng độ ATF4 protein thể hiện qua cái tỷ số ATF4 trên ACTB này nó là 3.7, tức là hơn gấp 3 lần, gần gấp 4 lần so với lúc mà mình chưa có ức chế autophagy so với 1. Thì mình thấy là cái hiện tượng autophagy này nó ức chế ATF4 độc lập, nó không phụ thuộc vào việc là mình có làm giảm stress hay là không giảm stress. Thì là mình lại có thêm một cái thông tin mới ngay từ cái thí nghiệm cuối cùng này. Và kết luận sau 4 thí nghiệm mình ức chế autophagy trực tiếp hay là gián tiếp á, thì mình có một cái kết luận, đó là autophagy nó thật sự nó là upstream của ATF4, và đồng thời là mình loại bỏ luôn cái giả thuyết ở cái model 3, tức là hai cái này không có liên quan đến nhau. Thì cuối cùng là mình cho cái kết luận là model 2 là cái mode là nó thể hiện đúng cái thứ tự của các sự kiện, đó là khi mà mình giảm stress thì mình làm tăng cái hiện tượng autophagy và kéo theo đó là mình giảm nồng độ protein ATF4. Thì cái thí nghiệm tiếp theo là mình nhằm cái xác định là autophagy này nó ảnh hưởng như thế nào, bằng phương thức nào nó ảnh hưởng đến cái nồng độ ATF4 protein. Mình cũng biết là trong tế bào một cái nồng độ protein thì nó được cân bằng bởi hai cái yếu tố, đó là tăng tạo với lại phá hủy. Thì mình cũng sẽ xây dựng hai cái giả thuyết, hai cái model từ cái kiến thức thông tin trên. Cái model thứ nhất á, thì mình cho rằng autophagy này nè nó thúc đẩy cái quá trình phân hủy protein ATF4. Thì chính vì như vậy nên là khi mà autophagy nó tăng thì cái nồng độ protein ATF4 nó giảm, thông qua là nó bị tăng phá hủy. Ở cái model số 2 này thì ngược lại mình cho rằng là autophagy này nó ức chế cái quá trình dịch mã protein ATF4, tức là nó làm ngưng cái sự tạo mới protein ATF4 thông qua việc ức chế dịch mã quá trình dịch mã protein ATF4. Thì thí nghiệm tiếp theo thì mình sẽ chứng minh là cái giả thuyết ở cái model thứ nhất là có đúng hay không. Thì nếu như mà nó đúng á, thì khi mà tức là autophagy này nó làm thúc đẩy cái quá trình phân hủy của protein ATF4, thì nếu như mà mình ức chế được autophagy này thì cái protein ATF4 này nó phải được cải thiện trước khi mà mình ức chế. Thì do là cái nồng độ protein trong tế bào nó được cân bằng bởi hai yếu tố là tăng tạo mới với lại phá hủy. Thành ra nên là trước hết á, là mình phải để xem cái quá trình phá hủy, cái quá trình phân hủy, thì mình phải ngưng cái quá trình tăng tạo mới. Thì trước hết là mình phải sử dụng một cái chất đó là cyclohexamide, là một cái chất ức chế tổng hợp protein ở mức độ toàn tế bào luôn, để mình ngăn cái quá trình mà tạo mới protein đã.
thì lúc đó nó sẽ có sẽ tạo cho mình một cái cơ hội tốt để xem là cái bây giờ chỉ còn cái quá trình phân hủy thôi, thì cái autophagy này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì mình thấy là khi mà mình bổ sung, mình cho cái cyclohexamine này vô, thì cái ban của ATF4 sau cái thời gian là từ 0.5 giờ đến 1 giờ thì nó giảm dần. Thì đó là cái quá trình phân hủy của protein ATF4. Và tiếp theo thì mình sẽ bỏ CQ này vô. Thì nếu mà giả thuyết ở mô đồ thứ nhất đúng, tức là autophagy nó bị ức chế, thì cái ban của ATF4 nó phải đậm lên so với lúc mà mình chưa có bỏ. Nhưng mà ở đây thì cái kết quả cho thấy là ngay khi mà mình sau khi mình bỏ CQ này vô, tức là autophagy nó bị ức chế, thì cái ban của ATF4 ở cái thời điểm mà 0.5 giờ với 1 giờ thì nó cũng không khác biệt là bao nhiêu so với lại lúc mà mình chưa có bỏ CQ vô. Thì chứng tỏ là cái protein cái đồng độ protein ATF4 nó không có được cải thiện nhiều khi mà mình ức chế autophagy. Thì chính vì như vậy nên là mình không có nghĩ là autophagy này nó thúc đẩy cái quá trình phân hủy protein ATF4, thành ra là mình bác bỏ cái giả thuyết thứ nhất. Thì tiếp theo, cái thí nghiệm tiếp theo là mình sẽ chứng minh ở cái giả thuyết ở cái mô đồ số 2, đó là autophagy này nó ức chế lên cái quá trình dịch mã protein ATF4. Thì mình sẽ ức chế autophagy qua hai cách. Cách thứ nhất là mình ức chế trực tiếp qua CQ, cách thứ hai là mình ức chế gián tiếp qua DMKG. Mình trước mắt thì mình sẽ nhìn vào cái cột màu đỏ bên tay trái là ức chế trực tiếp qua CQ. Thì mình thấy là sau khi mà giảm stress và mình ức chế autophagy bằng CQ, thì mình thấy là cái tỷ lệ EIF2A nó được phosphory hóa so với EIF2A. Thông thường thì mình thấy là cái tỷ lệ này nó là 1.9, nó tăng gần gấp 2 lần so với khi chưa có ức chế autophagy tầng 1. Thì mình đã có cái kết luận đó là autophagy này nó ức chế, nó có ảnh hưởng trực tiếp và nó điều hòa âm lên cái quá trình dịch mã ATF4. Thì tương tự cái đúng với cái DMKG nó cũng vậy. Thì sau khi mà mình bỏ DMKG vô, tức là ức chế autophagy, thì cái tỷ lệ EIF2A được phosphory hóa trên EIF2A nó là 3.4, là tăng hơn gấp 3 lần so với lúc mà mình chưa có bỏ. Thì qua cái thí nghiệm này mình đã có cái kết luận là autophagy nó thật sự là nó ức chế lên cái quá trình dịch mã ATF4 này. Thì ở những cái thí nghiệm, thì thông qua những cái thí nghiệm này thì mình đã có được một cái thông tin về cái thứ tự, cái sự kiện và cái trục ở cái pathway trong khi mà mình giảm stress. Thì đầu tiên đó là khi mà mình giảm stress thì cái chu trình TCA này nó sẽ bị giảm hoạt động, kéo theo nó làm tăng cái hiện tượng autophagy này. Và khi tăng cái hiện tượng autophagy này thì nó sẽ kéo thêm là nó làm giảm cái nồng độ protein ATF4 qua việc là nó ức chế cái quá trình dịch mã protein ATF4. Thì đó là mình đã có kết luận về cái thứ tự của các sự kiện khi mà mình giảm stress. Tiếp theo thì mình cũng biết rằng là ở cái những cái nghiên cứu trước thì đã được chứng minh là cái stress chuyển hóa của tế bào nó sẽ ảnh hưởng lên cái quá trình dịch mã ATF4. Và cụ thể một trong những cái stress chuyển hóa đó là cái việc mà thiếu amino acid. Thì đã đạt được chứng minh đó là việc thiếu amino acid này nó có thể dẫn đến cái ảnh hưởng lên cái quá trình là dịch mã protein ATF4. Thành ra nên những cái thí nghiệm tiếp theo mà mình xác định đó là có khi mà mình làm giảm stress, thì khi mà mình làm thiếu, tức là mình cái nồng độ amino acid mà nó thiếu á, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào lên những cái tế bào mà nó bị giảm stress. Thì cái thí nghiệm tiếp theo để mình sẽ sáng tỏ cái hiện tượng này. Dạ, phần trình bày của em xin hết rồi. Lúc nãy anh có thấy Phúc có câu hỏi. Phúc hỏi rằng là làm thế nào loại bỏ là ATF4 ảnh hưởng lên autophagy. Phúc có thể đặt câu hỏi không em? Anh chưa hiểu. Dạ vâng. Ý của em là tại vì em thấy trong cái thí nghiệm mà bổ sung CQ á, thì chỉ có nói là cái LC3 nó không có bị giảm á, là bởi vì cái
CQ đó nó sẽ ảnh hưởng ở giai đoạn phía sau cái bước của cái LC3 này. Vậy thì quay ngược lại với cái thí nghiệm mà người ta để chứng minh loại bỏ được cái model là SIRT3 làm giảm motility mà thông qua ATF4, thì làm sao ở chỗ đó mình biết được rằng là liệu là nó sẽ có cái khả năng là ATF4 cũng làm giảm autophagy nhưng mà ở cái giai đoạn sau, và ở đây mình chỉ nhìn thấy được trên cái LC3 thì mình không 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 support được cái hướng đó ạ. Dạ, em cũng hiểu câu hỏi của bạn, và lúc mà khi mà mình thảo luận cái bài báo này thì đây cũng là cái vấn đề mà mình khúc mắc ngay cả khi thảo luận luôn. Tức là có thể là ở cái model 5A là khi mà mình bỏ ATF4 vô thì nhiều khi là nó có thể nó ảnh hưởng lên cái nó cũng làm ức chế cái quá trình autophagy nhưng mà giai đoạn muộn, thành ra nên cái tỷ số thì nó không có biểu hiện. Nên là và có thể là mình em nghĩ là các tác giả nên là có những cái thí nghiệm khác để mà chứng minh là autophagy này nó bị ức chế nhưng mà sẽ là đo bằng những cái marker khác ở cái giai đoạn muộn muộn hơn để chứng minh cái giả thuyết của Phúc, bạn Phúc nói là đúng rồi. Thì em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Phúc là về cái mình nên có một cái marker hay là một cái cách thức nào đó để mà mình kiểm chứng xem là cái hiện tượng autophagy này nó có được diễn ra hay là bị ức chế không, ngoài cái việc thông qua cái tỷ số LCT2 trên LCT1 này. Dạ, em cảm ơn ạ. À, em có thêm một câu hỏi nữa cho cả ý là trong những cái model đó, thì ngoài ba cái model này đó, thì em có nghĩ là nó có thể là ảnh hưởng theo một cái kiểu đó là SIRT3 nó sẽ ảnh hưởng lên autophagy và ATF4 đồng riêng lẻ, nhưng mà ATF4 cũng có thể là đẩy qua cái hướng của autophagy à. Thì cái liệu cái đó nó trong những cái trường hợp này nó có được xem như là một model hay không, hay là nó sẽ giống như model số 3 và mình chỉ quan tâm đến vai trò cái nào mà có liên quan từ 3 đi qua hai cái kia thôi, chứ mình sẽ không quan tâm giữa hai cái kia với nhau. Em không biết câu hỏi như vậy thì có rõ không ạ? À, theo theo mình hiểu là ý là bạn đã thắc mắc là có thể là cái mô đồ thứ ba đó là mình vẽ giống như cái vòng tròn, hay là cái autophagy này với ATF4 này nó có ảnh hưởng với nhau mà nó độc lập với SIRT3 Dạ đúng rồi ạ. không Thì cái đó thì nó có được xem là một model mà ạ? trong trường hợp. Có thể, cũng có thể, tại vì cái thí nghiệm mà D, cái hình 5D đó, tức là khi mà mình 5E chứ, tức là hình thí nghiệm mình E à, hình E là khi mà ngay cả khi mình chưa giảm SIRT3 thôi, ở cái nhóm mà mình chưa, tế bào mà mình chưa có làm giảm SIRT3 nhưng mà mình ức chế autophagy thì người ta thấy ATF4 nó cũng được cải thiện, tức là autophagy này nó tác động lên ATF4 này độc lập với lại cái nồng độ SIRT3, tức là có hay không giảm SIRT3 thì autophagy này nó cũng ức chế lên ATF4. Thành ra nên em nghĩ cái mô đồ mà bạn nói là cũng có thể xảy ra, là tuy nhiên là do là mình đang tập trung ở cái dòng tế bào mà mình giảm stress á, thì em nghĩ là đang người ta đang muốn cái hướng đi của các tác giả là đang là như vậy, tại vì nó còn kéo theo cái câu chuyện phía sau nữa. Dạ rồi, dạ cảm ơn chị nhiều. À, mình xin bổ sung một chút, đó là trước khi trả lời câu hỏi của Phúc thì mình phải đặt câu hỏi là câu hỏi của họ là gì để mà họ xây ra ba cái mô đồ. Thì ở đây người ta đang quan tâm đến việc rằng là khi giảm SIRT3 trong tế bào DLBCL thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái con đường tín hiệu gì, cho nên trung tâm câu chuyện vẫn là SIRT3, cho nên mình nghĩ rằng cái ba mô đồ nó sẽ xoay quanh SIRT3 và cái hậu quả chức năng của SIRT3 hơn. Cho nên chắc đó là lý do mà người ta muốn tập trung vào ba cái mô đồ đó. Tiếp theo thì câu chuyện vẫn còn dài, mọi người ráng nghe tiếp và tiếp tục để dành câu hỏi sau khi nghe Phương Lan trình bày ha. Tiếp theo xin mời.
Dạ, em cảm ơn phần trình bày của chị Phương cũng như là các bạn. Thì để tiếp tục phần trình bày của em thì tác giả đặt nhiều câu hỏi để đi sâu vào cơ chế là làm cách nào mà cái việc mà giảm substrate nó có thể gây ra giảm thiên mã của ATF4. Thì nhưng như chị Phương hồi nãy có giới thiệu, khi chuyển tiếp các phần thì ATF4 nó sẽ được điều hòa lên bởi những cái step chuyển hóa, cụ thể là việc thiếu amino acid. Thì để chứng minh lại những cái y văn đã biết điều đó có đúng hay không, thì ở đây nhóm tác giả đã thực hiện một cái thí nghiệm đơn giản để trả lời cho cái câu hỏi là việc mà mình bổ sung những cái amino acid cũng như là những cái chất dinh dưỡng thì nó có làm thay đổi gì về mức độ phiên mã của ATF4 hay không trên cái dòng tế bào DL, BCL. Thì thí nghiệm này được thiết kế như sau: tác giả là nuôi cái tế bào DLBCL trong hai dĩa nuôi cấy và chia nó làm hai nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất là nhóm control, tức là sau 48 giờ mình không có chen cái không có thay môi trường, và nhóm thứ hai là nhóm là sau 48 giờ thay cái môi trường mới. Thì sở dĩ chọn cái mốc 48 giờ này là em nghĩ là do đây là cái thời điểm mà cái môi trường nó đổi màu từ màu hồng chuyển sang màu vàng, chứng tỏ là tế bào nó đã tiêu thụ hết cái chất dinh dưỡng ở trong tế bào. Ta làm thí nghiệm trên hai cái nhóm tế bào này bằng cách là đo cái mức độ biểu hiện của GFP, là nó gián tiếp thể hiện cho cái mức độ biểu hiện của ATF4, và ra được cái biểu đồ ở bên dưới. Thì biểu đồ bên dưới cái trục Y là về cái mức độ biểu hiện của ATF4, và trục trục X là ba nhóm khác nhau. Nhóm 1 là nhóm không có bổ sung short hairpin RNA, và nhóm 2 là có bổ sung Sockheimin RNA, Sockheimin control, và nhóm thứ 3 là biểu hiện là nhóm mà được bổ sung cái Sockheimin để knock down cái substrate. Thì chúng ta thấy là ở hai cái nhóm thứ nhất á, nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai thì cho cái kết quả tương tự. Đối với cái dòng tế bào mà được thay môi trường á, thì ta nhìn vào cột màu xám thì mức độ biểu hiện của ATF4 nó giảm xuống. Còn đối với những cái đối với cái nhóm tế bào mà mình để cái môi trường còn cái màu vàng á, thì mà mình không có thay môi trường mới á, thì cái ATF4 này nó được điều hòa lên tầm khoảng 2 đến 3 lần, và kết quả này là có nghĩa thống kê. Trong khi đó ở cái nhóm thứ ba mà khi mà mình đưa cái Sockheimin RNA vào để knock down cái substrate á, thì cho dù mình có thay môi trường hay là không thay môi trường thì cái mức độ biểu hiện của ATF4 thì nó vẫn vậy, nó không thay đổi. Qua đó là tác giả đã rút ra cái kết luận là đúng như những cái y văn đã nói trước á, thì cái việc mà thiếu hụt cái amino acid á, nó sẽ làm điều hòa lên cái ATF4 protein, nhưng mà trong cái bối cảnh là nó phụ thuộc vào cái substrate. Thì ở tiếp theo là người ta mới tìm hiểu coi cái việc mà substrate knockdown này nó có ảnh hưởng như thế nào đến nồng độ amino acid ở trong tế bào. Thì để trả lời câu hỏi này thì người ta dùng một cái tế bào, một dòng tế bào lymphoma là tên là KBAT422, và người ta chia làm hai nhóm. Một nhóm là người ta đưa cái Sockheimin RNA vào để knockdown substrate, và một nhóm là không có knockdown substrate. Và người ta dùng làm một cái thí người ta dùng một cái thí thí nghiệm để đưa ra được cái metabolic profiling vào 6 ngày sau cái thời điểm mà mình infect cái Sockheimin, và sẽ ra được ở bên trái á, là thể hiện là cái màu xanh á, là thể hiện nồng độ amino acid thấp, màu đen là trung bình, còn màu đỏ tăng dần và màu đỏ là biểu hiện là amino acid nó bị tích lũy, nó tăng cái nồng độ. Thì thấy là ở cái hình chữ nhật lớn á, thì cái cột mà substrate trong tế bào bình thường á, nó không có bị knock down, thì mức kém các amino acid nó chỉ biểu hiện ở mức độ bình thường là mức độ trung bình là màu đen. Nhưng khi mà knock down cái substrate bằng cái Sockheimin 1 hay là 2 thì những cái amino acid này nó tăng cái nồng độ, biểu hiện là màu từ màu đen nó chuyển sang màu đỏ, hay là màu đen chuyển sang đỏ, màu đỏ tươi, có nghĩa là nó tích lũy rất là nhiều. Và người ta để ý thấy là cái nhóm non-essential amino acid là những amino acid không thiết yếu, có vẻ là nó thay đổi rất nhiều, thay đổi nhiều hơn so với cái nhóm essential amino acid. Qua đó cho thấy người ta đã đưa ra một cái kết luận là
cái việc mà knockdown substrate ở cái dòng tế bào Ca-Bas-422 này nè, là nó sẽ gây ra tích lũy rất là nhiều cái non essential amino acid. Slide tiếp. Thì qua cái kết luận và phần trình bày của các bạn ở phía trên á, thì ta thấy được là knockdown substrate nó làm giảm ATF4 và knockdown substrate nó làm tăng nồng độ của non essential amino acid như phần em mới vừa trình bày. Và chúng ta cũng thấy được là cái ở cái thí nghiệm mà trên cái media á, thì giảm cái amino acid nó sẽ làm điều hòa lên cái biểu hiện của protein ATF4. Cho nên là từ những cái bằng chứng này, tác giả mới đặt tiếp một cái câu hỏi là liệu cái việc mà làm tăng cái nồng độ của cái non-essential amino acid nó có thể gây ảnh hưởng gì cho đến cái mức độ biểu hiện của ATF4 hay không, nó có làm giảm biểu hiện của ATF4 hay không. Thì để trả lời cho câu hỏi này thì nhóm tác giả mới bổ sung lần lượt những cái non-essential amino acid cũng như là những cái chất dinh dưỡng đi kèm theo, và bổ sung essential amino acid và đo cái nồng độ của ATF4, thì ra được cái biểu đồ bên dưới. Nhóm cái cột đầu tiên là nhóm NT, là nhóm non-critic, thì thấy là nồng độ của ATF4 ở mức baseline là 1, và tiếp theo đó với cái cột thứ 2, cột thứ 3, cột thứ 4 là 2, 3, 4, 5, mà biểu hiện là người ta bổ sung vào cái môi trường nhiều cái non-essential amino acid, thì thấy là ATF4 nó giảm biểu hiện đáng kể so với cái nhóm control. Và khi mà người ta bỏ cái essential amino acid vào thì ATF4 nó không có giảm biểu hiện giống như là cái khi mà bỏ non-essential amino acid. Qua đó cho thấy là cái non-essential amino acid tăng có thể làm giảm biểu hiện của ATF4. Và ở hình F thì chỉ muốn confirm lại cái kết quả này bằng cách là lặp lại cái thí nghiệm tương tự ở nhiều dòng tế bào khác nhau, đều là subtype của tế bào lymphoma. Thì việc mà bổ sung cái non-essential amino acid là điều làm giảm ATF4 ở tất cả các dòng tế bào này. Và qua đó người ta kết luận là bất kể cái nguồn gốc của tế bào subtype hay là cái loại đột biến trong tế bào là gì, thì tăng non-essential amino acid đều làm giảm ATF4. Cho đến thời điểm này thì người ta sẽ quan sát được, các bạn hãy nhìn vào cái cột cái hình chữ nhật thứ nhất có chữ this paper, thì cho tới thời điểm này thì cái bài báo này người ta đã tìm ra được hai cái con đường. Thứ nhất là giống như các phần các bạn đã trình bày là substrate giảm sẽ làm giảm TCA cycle, qua đó làm tăng autophagy và làm giảm ATF4. Và cái phần trình bày của em đã cho thấy được là việc giảm substrate nó sẽ gây ra tăng tích lũy của non-essential amino acid và làm giảm ATF4. Cho nên là nhóm tác giả mới cố gắng tìm coi giữa hai cái sự kiện, hai cái con đường mà người ta thấy được là nó có một cái giao điểm nào hay không. Thì từ những cái bài báo trước, các bạn hãy nhìn vào cột thứ hai, và người ta thấy được là ở hai cái con đường này nó có cái giao điểm chung, đó là thứ nhất là việc giảm TCA cycle nó sẽ làm giảm tăng cái amino acid, bởi vì TCA cycle như là một cái chu trình để tiêu thụ cái amino acid. Nếu như không có chỗ tiêu thụ thì nó sẽ ứ những cái nguyên liệu. Và cái cột thứ hai, và ở cái phần thứ hai là tăng autophagy, là nó sẽ làm ly giải cái protein ở trong tế bào, sẽ tạo ra nhiều acid amin tự do. Và người ta thấy được nó cũng tăng tăng autophagy sẽ làm tăng amino acid. Qua đó là người ta đã tìm ra được cái giao điểm giữa hai cái con đường này. Cho nên là đến cái ô vuông thứ ba thì người ta mới đặt ra cái giả thiết là liệu có phải là cái substrate giảm nó gây giảm autophagy bằng bằng cách là nó giảm TCA cycle tăng autophagy và nó sẽ dẫn đến tăng amino acid và làm giảm ATF4 hay không. Vậy thì để trả lời cho câu hỏi này thì tác giả mới làm cái thí nghiệm là người ta cố gắng để rescue cái TCA cycle hoặc là knockdown autophagy để coi cái amino acid này nó có giảm hay không, và cuối cùng là ATF4 nó có tăng hay không. Thì qua cái hình heat map ở phía bên tay phải là cũng giống là cái metabolic profiling,
là khi mà bổ sung cái DMKG để rescue cái TCA cycle thì ta thấy là có nhiều amino acid nó sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, hoặc là từ đỏ sang đỏ đậm, từ đen sang xanh hay từ đỏ sang đen, cho thấy là khi mà trong cái điều kiện knockdown substrate mà rescue được cái TCA cycle thì nó sẽ làm giảm được cái sự tích lũy của amino acid. Và tương tự trong bài này, người ta cũng dùng knockdown trực tiếp cái autophagy bằng cách là dùng cái shock hairpin để đánh vào cái gen ATG5 là gen đóng vai trò quan trọng trong autophagy, và người ta thấy được là nó giảm biểu hiện của ATF4. Nhưng mà người ta thấy được là ATF4 nó tăng, mà theo qua quá trình thảo luận với nhóm thì nhóm thấy là cái kết quả đó chưa thuyết phục lắm, bởi vì người ta chưa có show được cái metabolic profiling, thì là so sánh giữa hai dòng tế bào là knockdown autophagy và không có knockdown thì liệu amino acid nó có tích lũy hay không, cho nên là kết quả đó sẽ không có được trình bày ở đây. Cuối cùng cái mục đích của các nghiên cứu cơ bản là sẽ tìm cách để ứng dụng trên lâm sàng, cho nên là kết quả cuối cùng của bài báo người ta mới cố gắng tìm ra những cái con đường, những cái chất ức chế để có thể làm giảm cái sự tăng sinh của tế bào ung thư. Thì bởi vì tế bào ung thư có đặc điểm là tăng sinh rất là nhanh, cho nên là nó sẽ cạn kiệt các chất dinh dưỡng rất là nhanh, và từ đó nó sẽ tạo ra cái cơ chế thích nghi để giúp cho tế bào tồn tại. Và cơ chế thích nghi đó đã được thể hiện trong bài này là việc điều hòa lên của substrate và tăng cái ATF4. Cho nên là người ta đã tìm những cái chất để có thể làm giảm hay là ức chế cái substrate và ATF4 để hy vọng là có thể làm giảm tăng sinh của tế bào ung thư. Thì cái chất mà người ta tìm ra là chất YCA02, là chất ức chế substrate ở trong thi thể, và một chất là ức chế cái GCN2. GCN2 là một cái chất gây phosphorin hóa cái protein EAF2A và gây khởi sự phiên mã của ATF4. Cho nên là dùng chất ức chế của GCN2 sẽ gây ra giảm biểu hiện của ATF4. Và người ta đo cái mức độ biểu hiện, người ta đo cái sự sống của tế bào trong nhiều nhóm khác nhau, thì sẽ ra được cái biểu đồ G ở bên tay phải. Thì ở trục Y là mức độ sống của tế bào, và cái nhóm DMSO là một nhóm trứng. Và người ta thấy là khi mà dùng cái GYA để knock down cái substrate, hay là dùng cái chất inhibitor để giảm biểu hiện của ATF4, thì tế bào này đều giảm cái khả năng sống. Và đặc biệt là khi mà combine hai cái chất này với nhau thì cái khả năng sống của tế bào này giảm đi rất là đáng kể, từ 1 giảm còn 0.1, tức là khoảng 10 lần. Qua đó cho thấy là đây là những cái chất rất là tiềm năng để có thể hứa hẹn về cái việc mà sử dụng thuốc trong lâm sàng trong tương lai. Kết luận của bài này thì cũng giống như cái phần trình bày của anh Vũ đã nói, thì ở hình ở bên tay trái là dòng tế bào lymphoma, nhưng mà trong cái điều kiện là không có knockdown substrate thì khi mà môi trường bị thiếu chất dinh dưỡng bởi vì tế bào tăng sinh rất là nhanh, thì tế bào nó sẽ điều hòa lên cái ATF4, và chính cái ATF4 này nó sẽ khởi động những phiên mã của những cái protein giúp tế bào hấp thu những cái chất dinh dưỡng, và những cái chất dinh dưỡng hấp thu được sẽ đi vào TCA cycle và tạo ra năng lượng giúp cho tế bào tồn tại, và đồng thời cũng ức chế cái autophagy. Còn hình bên tay phải là trong cái điều kiện mà knock down cái substrate thì việc knock down substrate nó làm suy giảm TCA cycle và làm cho những cái non-essential amino acid nó không được chuyển hóa tạo thành năng lượng, và làm cho tế bào mất năng lượng. Từ đó nó sẽ kích hoạt một cái cơ chế bù trừ là autophagy để làm ly giải protein, để tác động là càng làm tăng cái non-essential amino acid. Cái non-essential amino acid này càng ngày càng tích lũy thì nó sẽ ức chế ATF4, và ATF4 không được tạo ra sẽ không giúp cho tế bào hấp thu chất dinh dưỡng, và đó là sẽ là một cơ chế để có thể gây chết tế bào ung thư. Thì phần trình bày của em kết thúc phần present của nhóm ngày hôm nay. Mọi người có câu hỏi thì xin mọi người bật mic. Hình như là có hai câu hỏi. Bà đầu tiên là Vĩnh Nguyên. Mời Vĩnh Nguyên. Yeah.
Dạ, em xin chào anh Vũ, anh xin chào nhóm thuyết trình và mọi người ở trong phòng Zoom. Dạ thì em có hai câu hỏi là em thấy là trong cái bài báo này là ta có ức chế quá trình TCA ấy. Mà TCA thì nó tạo nên các intermediate metabolite rất là cần thiết trong cái cellular respiration. Vậy thì có nên ức chế TCA cycle ở trong những cái tế bào ung thư hay không? Bởi vì là ức chế nó thì nó cũng ức chế những cái tế bào thường ở xung quanh nữa. Và một cái nữa là tế bào ung thư là phát triển rất là nhanh. Nên là mình ức chế cái gen ATF4 thì là tế bào ung thư là nó cũng sẽ chuyển qua những cái gen khác của nó, xong rồi nó sẽ tương tác với những tế bào khác nữa để nó thu nhập chất dinh dưỡng từ môi trường ngoài. Dạ. Yeah. Vậy thì cái này là nó có ý nghĩa thực tiễn cao hay là như thế nào không? Dạ, em xin hết. Lan có suy nghĩ gì không em? Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyên. Thì em nghĩ là đó là một câu hỏi hỏi hay và nó đặt ra cái suy nghĩ là làm thế nào để mình đưa thuốc vào đúng cái tế bào ung thư. Thì em biết là có nhiều cái thuốc mà cũng nhiều cái cách mà người ta đưa một cách trúng trúng đích, nhưng mà hiện tại em không biết cụ thể là cái cơ chế mà để đưa trúng đích nó là cái gì. Em không biết là mọi người có bổ sung. Em nghĩ là có cách là sẽ đưa trúng đích, đưa thuốc nó đúng vào cái tế bào ung thư thôi, nhưng mà cụ thể là cách gì thì em không biết. Cảm ơn câu hỏi của Vĩnh Quyên. Mình thì cũng không chuyên gì về lâm sàng hoặc là vận chuyển thuốc, cho nên mình cũng không dám nói nhiều. Nhưng mà không biết là trong nhóm có ai biết trả lời câu hỏi của Vĩnh Quyên không? Nếu như mà muốn trúng đích thì Thùy nghĩ là phải dựa trên cái mức độ biểu hiện của một cái gene nào đó trên một cái tế bào ung thư mà nó bị overexpress, đúng không? Chẳng hạn như là nếu như mà mình biết là trong các tế bào ung thư thì P53 là thường nó hay bị overexpress và mình target cái P53. Hoặc là mình có những cái rituximab hồi nãy em có đề cập trong cái điều trị, nó là một cái kháng thể kháng B20 á. Nó là anti-CD20. Thì CD20 là một cái marker mà nó biểu hiện rất là nhiều trên dòng tế bào B. Cho nên chính như vậy cái kháng thể mà nó kháng cho cái dòng tế bào B mới target vào cái lymphoma này. Thì chị đồng ý với cái ý của Vĩnh Nguyên là nếu như mà cái tế bào ung thư này nó không có một cái đặc trưng dành riêng cho nó thì nó rất khó để có thể là một cái đích tác động, bởi vì mình sẽ tác động lên cả những tế bào thường nữa. Thì ở đây thì trong tiện thể trong cái ví dụ này của em là thì em lại cho thấy rõ ràng là có một cái chất gọi là EC802 này này. Thì chất này nó là ức chế tế bào SIRT3. Thì chị cũng đang phân vân, chị đang suy nghĩ là cái dòng tế bào người ta đang dùng là cái dòng tế bào DLBCL thôi, đúng không? Người ta thấy chứng tỏ là cái khi mà dùng cái chất ức chế này thì mình thay đổi cái mức độ sống của tế bào rất là rõ. Nhưng mà chị phân vân là không biết người ta có test cái chất này trên một cái tế bào bình thường không ta? Tức là coi thử coi là nó là cái tác dụng của nó là độc tế bào, nó độc lên cả tế bào bình thường hay là nó độc cho chỉ mỗi cái thằng tế bào B này thôi, tế bào DLBCL này thôi. Em dạ, trong thì... Lan nói đi. Dạ, theo ở trong bài báo thì em không thấy là người ta test trong tế bào thường, nhưng mà em nhờ chị Thủy gợi ý em mới nhớ là đúng là tế bào ung thư này nó có một cái đặc điểm là nó express rất là cao cái SIRT3 cũng như là ATF4, cho nên đó có thể là một cái cơ chế để đánh trúng đích. Có thể là những tế bào khác nó không có express quá mức, cho nên đưa cái chất ức chế này vào nó không có tác dụng gì, mà đối với những tế bào nó express quá cao thì những chất ức chế này có thể nó có tác dụng. Cảm ơn em. Yeah. Cho chị hỏi nữa là trong cái bài báo này họ có show là những cái gene mà vận chuyển amino acid vào trong tế bào ấy nó có tăng hay giảm khi mà ATF4 tăng hay giảm hay không? Họ có show không? Em quay lại cái hình model ấy. Đây thì ví dụ như họ nói là ATF4 có cái mũi tên màu xanh tác động lên những cái protein nào đấy để vận chuyển nutrition vào trong tế bào, đúng không? Thì ở trong
cái bài báo này họ có show là khi ATF4 tăng hay giảm thì những cái kênh vận chuyển này nó cũng tăng hay giảm hay không? Dạ trong phần em không thấy, em chỉ thấy là người ta show cái chiều ngược lại là cái chất những cái chất dinh dưỡng ảnh hưởng tới ATF4 thôi, còn ATF4 lên cái kênh vận chuyển thì người ta chỉ thảo luận ở trong cái phần hình cuối cùng thôi chứ không có show cái data. Ok, với lại cho chị hỏi một câu nữa là trong cái bài báo này ấy, họ dùng 3 cell lines nhưng mà họ không dùng một cái primary cell lines cho cái bệnh này đúng không? Ví dụ như là chuột mà mắc cái bệnh này xong họ tách cái tế bào ung thư này ra rồi làm thí nghiệm trên đấy. Cái cell line với cái primary cell nó khác nhau chỗ nào? Primary cells là em tách từ trong cơ thể ra xong là em nuôi nó. Thì đấy là primary cells. Yeah, nhưng mà ý hỏi là ý nghĩa là cái immuno hay không? Là cell line thì nó thường sẽ khác với primary cells một chút ấy. Nó khác ở chỗ là nó có thể sống được lâu thôi hay nó còn khác về ý nghĩa sinh học? Nó khác rất nhiều khác. Ngoài cái chuyện là cell line thì immortalized ra thì vì nó immortalized với lại mình nuôi trong culture for long time thì cái tế bào nó bị biến đổi, nó không còn giữ cái tính chất đặc trưng của nó ban đầu nữa. Thì cái thí nghiệm mà bạn Hưng trình bày là làm trên con chuột luôn thì nó còn chắc hơn cái primary nó. Ý nghĩa nó khác nhau Lan ơi. Ý nghĩa nó khác nhau em. Tại vì người ta luôn muốn là làm thực hiện cái thí nghiệm mà nó close to cái human model. Thì primary cell là cái giống như tế bào tươi lấy từ người ra, thì ví dụ cái thuốc của em có tác động lên trên những tế bào đó thì nó sẽ có ý nghĩa hơn so với lại trên những cái motor cell line. Em cảm ơn anh chị đã giải thích. Có một anh giơ tay anh Vũ. Có chị Niệm với lại anh Toàn Phan, Toàn Phạm. Đầu tiên xin mời Niệm ha. Dạ, cho em hỏi cái chỗ EIF2A á, thì ở cái phần theo như em nhớ ở phần kết quả figure 2 á, thì mình thấy là nó không có liên quan gì, tức là khi mình knock down cái stress thì nó không ảnh hưởng tới cái EIF2A thì phải. Nhưng mà khi mình chứng minh về sau khi mình tác động vào autophagy thì nó lại có ảnh hưởng đến quá trình translation thông qua cái EIF2A. Thì mình lý giải nó như thế nào? Không biết em. Dạ. Có bạn nào muốn trả lời không? Chắc có lẽ là trong phần của Đăng Huy có cái hình, trong đó là cái lần đầu tiên xuất hiện EIF2A. Thì ở trong cái hình này, không biết có phải ý em là hình này phải không Niệm? Rằng là nó không có... Dạ đúng ạ. Thì nó không ảnh hưởng đến EIF2A. Đây là một cái mà trong nhóm cũng có thảo luận. Đó là một nhược điểm của bài báo. Thì ở đây em chú ý rằng là họ có hai cái SH oran, họ knock down SH3 bằng 2, cấu trúc 1 và 2. Thì ở cấu trúc 1 em thấy rằng là cái tỷ lệ phosphor hóa của EIF2A nó giảm 20%, nhưng ở cấu trúc 2 thì nó giảm tới 60%. Thì nếu mà em chỉ dựa vào 2 á, thì thấy rằng là đúng là nó có giảm, nó có ảnh hưởng, nhưng mà dựa vào 1 thì mình cảm thấy không thuyết phục. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao họ không làm nhiều replicate và họ phân tích thống kê, chứ họ chỉ dựa vào duy nhất một cái hình đại diện, và cái tỷ lệ đại diện có thể là một cái hình mà họ đã chọn lựa rất kỹ rồi. Thì đây là một điều mà nhóm vẫn chưa thấy thỏa mãn, là họ nên để thêm kèm một cái hình có ví dụ như là 4 hoặc 6 replicas, xong rồi họ phân tích thống kê thì nó sẽ thuyết phục hơn. Thì mình theo anh hiểu có thể là cái hiệu ứng của việc là knockdown study nó có ảnh hưởng đến quá trình dịch mã, có ảnh hưởng đến hiện tượng phosphor hóa của cái yếu tố khởi sự dịch mã này.
nhưng mà nó ở trong thí nghiệm này thì nó lại inconclusive, nhưng mà ở trong các thí nghiệm khác thì nó có tính lặp đi lặp lại, cho nên họ mới quyết định là sử dụng nó trong cái phần mà inhibitor ở bài cuối. Không biết là em thấy như thế nào Niệm? Vũ có thấy là cái nồng độ serine ở hai cái ở cái mẫu thứ hai như nó còn một chút xíu đúng không? Ừ. Còn mẫu thứ nhất thì nó lại hoàn toàn hết hẳn, mà nó lại khiến nó lại hơi tỷ lệ nghịch so với những gì Thủy nghĩ. Thủy mong đợi là cái thằng thứ nhất còn xíu, thằng thứ hai là hết hẳn á. Lúc đó nó mới ảnh hưởng đến cái nồng độ phosphory hóa của cái thằng EIF2A này, nhưng mà nó hơi nghịch nghịch so với cái Thủy nghĩ. Dạ, mình nghĩ rằng là chắc là cái thí nghiệm này nó mình không biết là họ gặp họ có suy nghĩ gì, mình không thấy họ bàn luận nhiều lắm, nhưng mà nó đúng là nó rất là khó đưa ra kết luận, và mình hoàn toàn đồng ý với cái quan sát của Thủy. Ở trong phần cuối cùng thì người ta chọn ra một cái cách để mà người ta muốn ức chế ATF4, người ta lại sử dụng đến cái con đường gọi là phosphor hóa AF2A, và người ta dùng một cái chất chế. Thì theo như mình nghe ở đâu mình không nhớ cái nguồn, nhưng mà người ta nói rằng là khi mà người ta làm các chất ức chế trong lâm sàng thì những cái protein, những cái enzyme là những đối tượng mà dễ làm chất ức chế nhất. Còn những cái yếu tố phiên mã như là tức là những transcription factor thì rất là khó để có thể làm ra được những cái chất chế. Thì ATF4 là một cái transcription factor, cho nên có thể đó là một nhược điểm lớn khi mà họ cố gắng kết thúc câu chuyện bằng một ứng dụng lâm sàng, và họ phải vẽ nó theo cái hướng mà nó khả dĩ nhất để cho họ có thể thiết kế thí nghiệm này. Và tất nhiên thì nó cũng không thỏa mãn hoàn toàn, không cảm thấy hài lòng hoàn toàn với những cái kết quả trước đó, bởi vì cái EF2A này cũng không phải là một kết quả rất là mạnh của họ. Tiếp theo câu hỏi của Niệm thì có một bạn là Toàn, xin mời Toàn đặt câu hỏi. Dạ, xin chào mọi người. Thì em cũng không phải câu hỏi trong bài báo, nhưng mà em có thấy một cái thắc mắc trong cái việc mà lúc mọi người đề nghị làm sao cho target cái thuốc đúng mục tiêu á, thì em đồng ý với cái việc mà sẽ dựa vào các marker nó biểu hiện mạnh ở các dòng tế bào mình muốn target, nhưng mà em nghĩ là nó chỉ lên là cái marker biểu hiện bề mặt thôi, và có thể hỗ trợ bởi công nghệ liposome. Chứ nếu mà mình target đến những cái overexpress giống như là substrate á, thì nó ngay không hợp lý, tại vì substrate bình thường nó đã là một bình thường nó chắc chắn nó sẽ có một cái chức năng gì đó trong tế bào, nhưng mà những cái overexpress nó khi mà overexpress thì nghĩa là nếu mà mình muốn ức chế cái substrate thì mình ức chế được substrate ở những tế bào mà overexpress thì mình cái ngưỡng cái chế ức chế rất là cao, thì cái việc mà mình ức chế tác động đúng vào cái việc đó thì nó sẽ chắc chắn là sẽ tác động đến những cái dòng tế bào bình thường, tại vì cái ngưỡng để ức chế substrate ở những tế bào ung thư này nó cao hơn so với những cái dòng tế bào bình thường. Trước khi mọi người thảo luận câu hỏi của Toàn thì mình có để trong một chat hai cái đường link. Một đường link thứ nhất là cái form cho feedback. Rất là mong các anh chị em dành ra khoảng 5 phút để góp ý về bài thuyết trình cho các em, bởi vì các em đã dành ra khoảng 6 buổi để chuẩn bị rất là chu đáo và làm slide rất là cực, cho nên rất là mong mọi người góp ý. Cái thứ hai nữa là mình có để một cái bài quiz trong đó, thì mình có thử cái trang Kahoot, nhưng mà trang đó nó cũng mình thấy khó dùng quá nên mình quyết định dùng form Google Form mình tiện hơn. Thì các bạn nào khán giả muốn tham gia chương trình tích điểm của IBSC Journal Club thì có thể làm bài quiz và có cơ hội được nhận Best Design Audience Award. Thì rất là mong các bạn quan tâm tham gia chương trình tích điểm. Bây giờ mình quay lại
câu hỏi nhận xét của Toàn thì mình nó nằm ngoài chuyên môn của mình nên mình không biết Toàn ha. Thì để Thủy trả lời, tại vì Thủy đồng ý với ý kiến của Toàn á. Nãy giờ Thủy nghe Thủy cũng chưa biết cái stri nó nằm ở đâu á nha. Nó là nằm nội trong tế bào hả Vũ? Và khi mà hồi nãy Lan có trả lời là nó overexpress, là cụ thể là nó overexpress ngoài bề mặt hả Lan? Hay là nó chỉ tăng cái nồng độ trong tế bào thôi? Giờ em đọc thấy là người ta nói là dòng tế bào ung thư này có overexpress, em nghĩ là stress ở trong tư thể thôi. À. Chứ nói cụ thể ở vị trí nào em không biết, em không thấy. Cảm ơn em. Vậy thì tất nhiên là chị thấy là nó khó là một cái đích tác động đó, chẳng qua là tác giả đưa một cái đích đến để cho nó cái bài báo nó conclusive hơn thôi. Chứ còn nếu mà nói thật thì trong tương lai thì chị nghĩ nó khó là một cái điểm đến lắm. Ừ. Mình không góp ý được gì nhiều, nhưng mà như Thủy cũng nói đó là cái thí nghiệm này là một cái thí nghiệm để giúp họ kết thúc câu chuyện, và thường thì không phải bài báo nào cũng đều dẫn đến một ứng dụng lâm sàng, cho nên là đôi khi cái khoảng cách từ ứng dụng thực tới lâm sàng rất là còn nhiều, cho nên các người đọc cũng đừng nên tin tưởng rằng là đây sẽ là một cái ứng dụng tiềm năng. Đúng rồi, tôi nghĩ là nó không có đâu, để vô để cho nó hoàn thiện bài báo thôi. Thì chỉ muốn hỏi một cái là rốt cuộc cái nồng độ axit amin á, khi mà nó thay đổi á thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến stri ta? Tại vì trong cái hình này Thủy lại không thấy cái vai trò của stri nằm trong đó. Thì Thủy không biết là nó có một cái mối tương quan gì ở đây không? Lan muốn trả lời không? Dạ, em chỉ thấy nó có một chiều là người ta đã show là nó knock down stri, nó làm tích lũy amino acid, còn cái chiều ngược lại thì em không thấy người ta regen. Người ta chỉ thấy cái tăng amino acid rồi ta nó xác định cái ATF4 thôi. Thì nếu muốn trả lời câu hỏi của chị chắc phải làm thêm một cái thí nghiệm là bổ sung cái non essential amino acid này vô rồi xem xét sự biểu hiện của stri. Tại hồi nãy chị có thấy một cái thí nghiệm là người ta cho thêm amino acid và người ta đo cái nồng độ ATF4. Thì chị đang suy nghĩ là tại sao lúc đó không tiện đo luôn cái thằng stri trong đó. Thì không biết là phải do là có phải là nó làm trên một cái tế bào mà đã knock down stri rồi hay không thì chị không nhớ. Thì cái tế bào này là đã deficient ở stri rồi cho nên là cũng không biết. Ừ, rồi cảm ơn em. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian, chắc cũng khoảng 3 đến 5 phút, cho nên mọi người cứ tiếp tục suy nghĩ câu hỏi, còn không thì mọi người có thể dành thời gian 5 phút này bấm vào đường link và cho feedback hoặc là tham gia chương trình tích điểm của nhóm ha. Các bạn bác sĩ cho chị hỏi với là cái Hodgkin với lại non-Hodgkin thì nó khác nhau chỗ nào? Em nghĩ chắc trong nhóm các bạn không phải là bác sĩ huyết học chị ha. Chắc là tại vì không ai biết cái này hết em. Nói hết chị. Hưng em có biết không? Dạ. Chị Hiệp ơi, nó dựa vào trên... sorry, nếu Hưng trả lời hay Hưng trả lời đi. Dạ thôi, để Đăng Hiếu trả lời. Tại Đăng Hiếu có sẵn cái slide này rồi. Chị Hiệp ơi, nó dựa trên là về mặt dây phẫu bệnh thôi chị, tức là về quan sát hình thái của tế bào, thường là những cái tế bào về Hodgkin là những tế bào mà khi mà người ta quan sát thấy nó ở dạng Ewing, tức là dạng hình mắt cú. Còn những cái nhóm tế bào còn lại thì người ta là phân thành cái nhóm là non-Hodgkin đó. Yeah, cảm ơn em. Với lại cho chị hỏi thêm một cái là những cái cell line mà họ dùng trong này ấy, là những cái attached cell đúng không? Nếu mà lymphoma thì là thường sẽ là non-attached cell, nhưng mà cái cell lines mà họ dùng ở đây thì là suspension cells hay là attached cells? Thì câu này chắc để Vân Anh trả lời. Hôm qua có hỏi Vân Anh rồi. Để phân biệt các cell line thì em không có biết, nhưng mà theo em biết thì họ chọn ba cái cell line này
là bởi vì đã có y văn chứng tỏ rằng là chứng minh được rằng là những cái cell line này đã có y văn chứng minh là xuất suy thì nó cần thiết cho cái sự prolification với lại survival of the cell line ấy. Chị hỏi hơi khác một tí. Chị hỏi là mấy cái cell lines này là suspension cell line hay là attached cell line? Em không nhớ rõ là từng cái, nhưng mà em nhớ là như cái capas là một cái suspension cell line chị. Còn cái OC lead 1 chứ SPA 1 thì em không nhớ. Yeah. Ok, cảm ơn em. Chị Huyền, chị Huyền có câu hỏi gì tiếp sau câu đó không? Follow up với câu đó nếu không, như không, nó là okay. Ủa mà tưởng... tại sao nó suspension cell là khác quá để check, tại sao mình thấy thắc mắc cái chỗ đó ạ? Thì về bản chất của những tế bào lymphoma là những cái tế bào mà nó lưu lưu hành trong hệ bạch huyết đúng không? Thì em nghĩ nó sẽ đa phần sẽ là những tế bào về suspension cell. Rồi, mọi người tiếp tục suy nghĩ câu hỏi ha. Chắc là thêm 2 phút nữa. Chúng ta cũng, tại vì lúc này mới mình lố 8 giờ 4 phút mới bắt đầu. Các bạn nhớ dành thời gian tham gia chương trình tích điểm hoặc là cho feedback nha. Chắc bây giờ mọi... ok... chắc mọi người cũng bảo hòa rồi, cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, cho nên chắc mình cũng nên kết thúc tại đây. Thì rất là cảm ơn các anh chị em đã tham gia buổi thảo luận báo hôm nay. Thì mình xin cảm ơn các em presenter, các em đa phần đều là bác sĩ mà chưa bao giờ làm thí nghiệm, nhưng mà các bạn đọc một bài báo cũng rất là khó và hiểu và trình bày cũng rất là trơn tru và xuất sắc, cho nên mình thấy rằng là các em rất là đáng tuyên dương và các em đã cho chúng ta một bài đọc báo rất là tuyệt vời, cho nên là một lần nữa cảm ơn các em, rất là tự hào về các em. Và bây giờ thì mình xin tạm biệt mọi người ở đây. Thì tháng 3 chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình webinar Journal Club và có workshop, rất là mong mọi người tham gia và theo dõi lịch trên website cũng như là coi Google Calendar. Bây giờ thì mình xin tạm biệt cả nhóm ha, tất cả mọi người. Cảm ơn các em, chào mọi người. Cảm ơn anh Vũ, cảm ơn mọi người.